Chương 1400, Mộng Trấn Thiên Thủ Đoạn Bình một tiếng, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị ung dương đại hải bao phủ, hắn một quyền đánh vào nước biển bên trong. Nhắc tới cũng quỷ dị, bình thường nước biển, tại Lý Thất Dạ hủy thiên diệt địa một kích phía dưới, sớm đã bị đánh cho bốc hơi, một quyền phía dưới, sẽ trong nháy mắt hóa thành hơi nước. Nhưng là, Lý Thất Dạ bảy quyền hợp nhất, đánh vào cốt hải nước biển bên trong, toàn bộ ung dương đại hải là lay động một cái, tự như là một cái to lớn bông đoàn, hủy thiên diệt địa một quyền căn bản là không đánh thể tan. Bình, bình, bình. Lý thất giả chính là bảy quyền hợp nhất, trong nháy mắt quan sát mấy quyền, từng tiếng trầm đục truyền đến, vẫn là không cách nào oanh phá cái này uông dương đại hải, tại lý thất giả hủy thiên diệt địa bảy quyền hợp nhất phía dưới, toàn bộ uông dương đại hải chỉ là lay động một cái mà thôi. Càng đáng sợ chính là, cốt hải nước biển giống như là muốn ăn mòn lý thất giả lực lượng, tại lý thất dạ liên tiếp đánh mấy quyền về sau, quyền kinh vậy mà không tăng cường, ngược lại là yếu bớt, tự hồ là càng ngày càng hữu khí vô lực. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, lý thất dạ bảy quyền hợp nhất, tất cả mọi người thấy tận mắt, dạng này một quyền uy lực phía dưới, đơn giản liền là hủy thiên diệt địa, bình thường thần hoàng đều không chặn được, thậm chí, một quyền chi uy có thể đánh xuyên qua mộng trấn thiên lồng ngực. Nhưng là, Hiện tại cái này Cốt Hải nước biển vậy mà có thể tiếp nhận lý thất giả dạ dạng này một quyền chi uy, mà lại có muốn đem lý thất giả dạ chết chìm xu thế. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người đối Cốt Hải nước biển có khác sâu hơn nhận biết, khó trách rất nhiều người đều nói Cốt Hải nước biển có thể chết đuối thần hoàng. Hôm nay xem ra, đây cũng không phải là là một câu nói suông. Lý thất giả dạ đánh liên tiếp mấy quyền về sau, quyền kình uy lực giảm nhiều, mà lại động tác của hắn cũng là chậm trễ xuống tới tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn sẽ bị cốt hải nước biển chết đuối. Tốt, nhìn thấy lý thất giả dạ bị vây ở cốt hải nước biển bên trong, mắt thấy lý thất giả dạ sắp bị chết đuối, không ít người vì đó hưng phấn, đặc biệt là mị linh nhất tộc tu sĩ cường giả. Càng là nhìn không được tâm tình kích động, lớn tiếng hoang hô. Tốt nhất đem hắn chết đuối. Có mị linh nhất tộc đại nhân vật không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Thì Thào nói. Trước kia, nếu là lý thất giả dạ nói là muốn cùng mộng trấn thiên tranh thiên mệnh chỉ sợ không ít người sẽ không đem hắn để ở trong lòng mộng trấn thiên tại thiên linh giới vô số người suy nghĩ bên trong là vô địch tồn tại lý thất giả dạ liền xem như mạnh hơn cũng còn lâu mới là đối thủ của mộng trấn thiên nhưng là hôm nay vừa ra tay lý thất giả dạ thực lực lập tức để vô số người ngạt thở cái này khiến vô số tu sĩ minh bạch lý thất giả dạ sẽ trở thành mộng trấn thiên kình địch cái này sẽ đối mộng Trấn Thiên con đường tương lai sinh ra cực lớn uy hiếp. Có lý thất dạ dạng này một tên kình địch tồn tại. Cái này khiến xem trọng mộng Trấn Thiên thiên linh giới rất nhiều môn phái, tu sĩ cường giả trong nội tâm đều không thoải mái, tự như là một cây gai đâm vào trong nội tâm, nếu như nói, hiện tại lý thất giả dạ có thể bị chết chìm, đối với bọn hắn tới nói. Đó là tin tức tốt nhất. Lý đạo hữu, ta muốn động thủ, cẩn thận gặp lý thất dạ nhận cốt hải nước biển ăn mòn động tác là càng ngày càng chậm trễ ra quyền uy lực càng ngày càng nhỏ mộng trấn thiên vừa cười vừa nói mộng trấn thiên nói đến rất khách khí nói cũng phải nho nhã lễ độ nhưng là vừa ra tay không chút nào không lưu tình vừa ra tay liền là hắc ám thẩm phán mười phần hung mãnh muốn cho lý thất dạ một kích trí mạng oanh 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 từng đợt tiếng oanh minh vang lên giữa thạch hỏa điện quan này mộng trấn thiên giáng xuống hắc ám thẩm phán trên bầu trời hạ xuống hắc ám thẩm phán giống như là một tòa cự nhạc chìm vào nước biển bên trong hướng lý thất giả dạ trấn áp tới mà tại nước biển phía dưới cũng hiện lên một cái to lớn hắc ám thẩm phán đồng thời tại lý thất giả dạ chung quanh giống nhau là xuất hiện hắc ám thẩm phán bốn phương tám hướng xuất hiện hắc ám thẩm phán trong nháy mắt hướng lý thất giả dạ trấn sát mà đi mười phần hung mãnh dạng này hắc ám thẩm phán ở trong nước biển không nhận chút nào ảnh hưởng bọn chúng ông theo trấn sát thần linh uy lực hướng lý thất già dạ trấn sát mà đi hắc ám thẩm phán tuyệt đối là có thể dễ dàng mà trấn sát một tôn thần hoàng quản chi là không tại cốt hải nước biển mà lúc này lý thất già dạ tại cốt hải nước biển bên trong nhận nước biển ăn mòn thực lực càng là đại giảm đối mặt dạng này trấn sát chỉ sợ hắn là bất lực phản kích nhìn thấy một màn này Liệu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi cũng không khỏi một khỏa phương tâm cao cao treo lên, các nàng cũng không khỏi vì lý thất dạ lo lắng. Vì đó bóp một cái mồ hôi lạnh. Liền xem như một mực nhìn lý thất dạ không vừa mắt trầm hải thần vương cũng không khỏi có chút bận tâm, dù sao, nếu như lý thất dạ chết như vậy, vậy liền đích thật là không quá không đáng, lấy thực lực mà nói, lý thất dạ chỉ sợ có tư cách đánh với mộng trấn thiên một trận, nhưng, nhận cốt hải nước biển áp chế bị giết chết, vậy liền bị chết quá oan uổng tốt chính là như vậy giết chết hắn nhìn thấy lý thất già dạ bắt đầu không có phản kháng lực mắt thấy lý thất già dạ sẽ chết tại hắc ám thẩm phán phía dưới không ít tu sĩ trong nội tâm đại hỷ âm thầm kêu to nói ra nếu như ngươi cũng chỉ hiểu một chút như vậy huyền cơ vậy cũng chỉ thường thôi mà thôi mắt thấy là phải bị trấn sát lý thất già dạ không khỏi nở nụ cười tùy ý nói ông một tiếng ngay giữa thạch hỏa điện quan này, Lý Thất Dạ cả người sáng chói, oanh một tiếng, từng đạo pháp tắc tại Lý Thất Dạ quanh thân hiển hiện, cùng lúc đó, tử chương tại Lý Thất Dạ đại đạo pháp tắc bên trong hiển hiện. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một đạo ấn ký lạc ấn ở trong lòng đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oanh, oanh, oanh. Ngay một khắc này, chuyện bất khả tư nghị phát sinh, toàn bộ đại lục dân trào lên vô cùng vô tận hỗn độn quang mang, trong một chớp mắt, toàn bộ đại lục bị mênh mông vô biên hỗn độn quang mang bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hỗn độn, tất cả mọi người cảm giác mình chỗ thân tại chưa mở thế giới bên trong, tại thời khắc này, thế giới tự như vừa mới sinh ra. Quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại lục lay động một cái, tiếp theo, tự như thôn tính tất cả hỗn độn tại trong khoảng thời gian ngắn biến mất, bị điên cuồng thôn phệ. Tại thời khắc này, một đầu to lớn vô cùng côn bằng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đầu này to lớn vô cùng côn bằng gánh vác lấy thiên vũ, quanh thân chìm nổi lấy sao trời, nó hiện lên ở trên bầu trời, thân thể cùng đại lục lớn nhỏ tương đương. Soạt một trận tiếng nước vang lên, vốn là bao phủ lý thất giả dạ cốt hải nước biển bị cái này côn bằng cái đuôi tùy ý quét qua, liền trong nháy mắt quét trở về cốt hải, đây vốn là tự như ung dương đại hải nước biển tại côn bằng cái đuôi phía dưới tự như là một cái nhàn nhạt hố nước nước động mà thôi là như vậy không có ý nghĩa phanh một tiếng côn bằng cái đuôi tùy ý quét qua vốn là trấn sát lý thất giả hắc ám thẩm phán lập tức vỡ nát tại cái này côn bằng tùy ý quét xuống một cái cái này hắc ám thẩm phán tự như là tầng một giấy mỏng không chịu nổi một kích nhìn thấy to lớn côn bằng hiện lên ở trên bầu trời tất cả mọi người ngơ ngác nhìn liền xem như liễu như yên cùng trác kiếm thi cũng không khỏi dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, các nàng đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Liễu như yên cùng trác kiếm thi đều biết, khối đại lục này chính là côn bằng thi thể, các nàng không nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn thấy côn bằng một ngày như vậy. Côn bằng sao? Ngay cả tiếng tâm lừng lẫy đại nhân vật nhìn thấy côn bằng. Cũng không khỏi đánh rung một cái, hai chân không tự chủ như nhũng ra, muốn đứng cũng không vững đại đạo như sơ ở thời điểm này công bằng há miệng nói chuyện chính là lý thất dạ lúc này lý thất dạ mười phần hưởng thụ lực lượng như vậy công bằng lực lượng đại đạo như sơ lực lượng đại đạo như sơ đây chính là công bằng thiên phú tại bát giác tháp bên trong lý thất dạ tìm hiểu công bằng thiên phú lần này lý thất dạ cũng không phải là dùng tử chương triệu hoán chết đi công bằng hắn chỉ dùng của mình lĩnh hội đến mượn công bằng lực lượng hiện tại Lý Thất Dạ hắn hiểu rõ công bằng cái kia đại đạo như sơ thiên phú. Cho nên, lý Thất Dạ mượn dùng công bằng lực lượng, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ở chỗ này, cũng không phải là chỉ có người mới có thể mượn dùng lực lượng. Công bằng mở miệng, lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời dưới, oanh một tiếng vang thật lớn, công bằng tùy ý một kích, hướng mộng trấn thiên trấn sát mà đi. Chính là như vậy tùy ý một kích hết thảy đều trở nên tái nhật bất lực, hết thảy đều là như vậy không chịu nổi một kích. Giết, mộng trấn thiên nhìn thấy như thế một kích, cũng biến sắc, cuồng hống một tiếng, đường hóa vạn pháp, phong thiên trấn địa. Không thể không nói mộng trấn thiên cường đại, hắn vừa ra tay thời điểm, trên có thể mượn thần linh lực lượng, dưới có thể ngự địa ngục chúng ma, hắn cử chỉ ở giữa, có thể băng toái tinh thần, chém chết ngân hà. Giống thực lực như hắn, trốc tinh nã nguyệt, luyện hóa vạn vực vậy chỉ bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi nhưng là lúc này mặc kệ mộng trấn thiên cường đại cỡ nào mặc kệ hắn như thế nào hóa tận vàng phát côn bằng một kích hết thảy đều trở nên không trọng yếu trừ phi hắn chân thân đích thân tới còn có đáng xem nếu không chỉ là đạo thân căn bản là chịu không được rầm 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 trong từng đợt tiếng nổ vang mộng trấn thiên phong thiên trấn từng tận từng tận sụp đổ pháp tắc của hắn đại đạo của hắn dưới một kích này đều vỡ vụn thành từng mảnh căn bản là không có cách chèo chống phải biết truyền ngôn nói cái này một đầu côn bằng khi còn sống có được tiên đế cấp bậc lực lượng hiện tại lý thất dạ mượn thiên phú của nó vận dụng đại đạo như sơ lực lượng dạng này một kích cường đại đây đã là không cách nào đi tưởng tượng phanh một tiếng vang lên cuối cùng hết thảy đều trở nên ảm đạm vô quan côn bằng một kích nghiền ép phía dưới Mộng trấn thiên toàn thân tiên quan lập tức dập tắt, tự như ánh nến lập tức bị ép diệt, vừa tiếp theo, mộng trấn thiên vô số pháp tắc chỗ xen lẫn thành đạo thân, từng tất từng tất vỡ nát, tại phanh, một tiếng bên trong, toàn bộ đạo thân vỡ nát, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Không nhìn thấy một màn này, có người không khỏi kêu thảm một tiếng, một tiếng này kêu thảm, chính là mười phần thê lương, thảm như vậy tiếng kêu, không phải từ mộng trấn thiên đạo thân phát ra tới, mà là từ Mị linh tử đệ phát ra tới một kích phía dưới, mộng trấn thiên đạo thân là hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, biến mất tại phong vân bên trong, tựa như là chưa từng có tồn tại qua. Một đầu côn bằng chìm nổi tại thiên không bên trong, đây chính là trong truyền thuyết hồng hoang thần thú, nó tồn tại là như vậy xa xôi, như vậy cao cao tại thượng, tự hồ giữa thiên địa toàn bộ sinh linh tại nó phía dưới đều là như vậy nhỏ yếu, đều là như vậy không đáng giá được nhắc tới. chương 1401, một kích vô địch. Trước mắt một màn này, rung động tất cả mọi người, bao gồm thuần dương tử, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Không có khả năng, không thể nào. Qua rất rất lâu, có Mỹ Linh lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời là thất hồn lạc phách, lắc đầu, tự lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, đối với bọn hắn tới nói, đã kích như vậy quá lớn, để bọn hắn chịu không được. Trước đó, tại động đình hồ bên ngoài, Lý Thất Dạ đã từng lấy Minh Nhân đao chém Hải Thần chiến ý. Tại chiến nhai thời điểm, Lý Thất Dạ đã từng là tại trong lúc nhất tay tiêu diệt Đế Vương Cốc. Hai chuyện này đã từng nhất thời để Hải yêu vì đó tuyệt vọng. Vào hôm nay, đồng dạng sự tình lại phát sinh ở Mị Linh nhất tộc trên thân, bao nhiêu người đối mộng Trấn Thiên ký thác vô số hy vọng bao nhiêu mỹ linh từng lấy mộng trấn thiên làm ngạo, tại bao nhiêu người suy nghĩ bên trong, mộng trấn thiên liền là mang ý nghĩa vô địch. Nhưng là, vào hôm nay, mộng trấn thiên bị lý thất giả ép diệt đến hôi phi yên diệt, quản chi đây chỉ là đạo thân, cái này đều chín ngàn vạn vỡ vụng vô số người mộng tưởng. Đem mộng trấn thiên vô địch truyền thuyết nghiền vỡ nát. Chuyện như vậy, để rất nhiều sùng bái mộng trấn thiên bên trong, ở trên người hắn ký thác vô hạn hy vọng Mỹ Linh không cách nào tiếp nhận, sự thực như vậy thật sự là quá tàn khốc. Vô địch mộng trấn thiên, hôm nay cứ như vậy bại, đạo thân bị nghiền vỡ nát, hôi phi yên diệt. Không ít mỹ linh trong lúc nhất thời là sắc mặt tái nhợt, rất nhiều người là chịu không được đả kích như vậy, đặt mông ngồi dưới đất, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lúc này, ngay cả hải yêu đều có chút đồng bệnh tương liên, cũng không khỏi vì đó thần thái uể oải. Tự như là thất hồn lạc phách. Bá, một tiếng vang lên, Lúc này to lớn côn bằng lắc mình biến hóa, hóa thành một con to lớn đến không thể tưởng tượng thiên bằng, khi nó hai cánh mở ra thời điểm che khuất cốt hải bầu trời. Hóa mà làm bằng, đáng sợ hồng hoang khí tức như như thác trời thẳng nhiên mà xuống, tại loại này khí tức cổ xưa phía dưới, mặc kệ ngươi là thế nào tồn tại đều sẽ vì đó rụt rè, cái này có thể tưởng tượng, tại cái kia xa xôi thời đại, dạng này một đầu côn bằng là kinh khủng cỡ nào, là cường đại cỡ nào. quản chi là thần hoàng, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch một đôi mắt trợn trừng lên nhìn lên trên bầu trời to lớn vô cùng thiên bằng thật lâu nói không ra lời đạo hạnh cạn người tại như như thác trời hồng hoang khí tức phía dưới căn bản chính là không thể động đậy ngay cả động một chút ngón tay lực lượng đều không có trực tiếp bị trấn áp thiên bằng diêu phù mà lên thẳng lên cửu thiên trong nháy mắt biến mất tại thiên khung chỗ sâu nhất nhưng là ở trong chớp mắt nó lại xuất hiện tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu To lớn vô cùng thiên bằng cứ như vậy lơ lửng ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu Cách mọi người chỉ có gan tất khoảng cách Khoảng cách gần như vậy cảm thụ được một đầu thần thú khí tức Ngay cả thần hoàng đều sẽ hai chân như nhũng ra Loại khí tức này quá cổ xưa Để cho người ta bản năng sinh ra sợ hãi Vỗ lên mặt nước ba ngàn vạn dặm Diêu phù chín ngàn vạn dặm Lý thất giả mười phần hưởng thụ công bằng thiên phú đại đạo như sơ, hắn không khỏi cảm khái thở dài một cái. Tại to lớn vô cùng thiên bằng phía dưới, lúc này tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở, tự hồ dạng này thiên bằng theo một trảo là có thể đem tất cả mọi người tùy tiện bóp chết. Cuối cùng, to lớn vô cùng thiên bằng biến mất. Trên bầu trời chỉ có lý thất dạ một người đứng ở nơi đó, hắn là như vậy phong khinh vân đạm, là như vậy tùy ý tùy tâm. Lúc này, nhìn xem không có gì là lý thất dạ, rất nhiều người đều không khỏi vì đó kính sợ tại thời khắc này ai dám nói không phải là hắn ai dám nói hắn không có tư cách cùng mộng trấn thiên tranh thiên mệnh sự thật đã bày tại trước mắt lý thất giả dạ sẽ trở thành mộng trấn thiên một đời kình địch coi như rất nhiều mỹ linh không muốn đi tiếp nhận chuyện như vậy nhưng là trong nội tâm cũng giống vậy minh bạch đương thời ai có thế địch cuối cùng ngay cả thuần dương tử cũng không khỏi như thế thở dài một tiếng một mực nhìn lý thất dạ không vừa mắt trầm hải thần vương lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận đương thời chỉ sợ thật là lý thất dạ có tư cách nhất trở thành tiên đế hắn mặc dù một mực đối lý thất dạ khó chịu nhưng giờ này khắc này hắn đều không thể không thừa nhận lúc ấy không đối lý thất dạ động thủ không có vì mình tiểu thiếp báo thù đó là cỡ nào lựa chọn sáng suốt cái này chỉ sợ là hắn trong cuộc đời nhất cơ trí quyết định trở về nói cho mộng trấn thiên lại cản đường của ta lần sau ta trảm hắn chân thân. Lý thất giả đứng ở nơi đó, đối xích hỏa lão tổ nói ra. Hắn nói đến như vậy tùy ý, như vậy không quan trọng. Mở miệng liền muốn trảm mộng trấn thiên, mà lại nói phải là như vậy tùy ý, đổi lại là trước kia, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng là, lúc này toàn bộ tràn diện là lặng nhắc như tờ, không người nào dám nói một câu chữ không, càng là không người nào dám lối ra chế giễu lý thất giả. Lý thất dạ dạng này tùy ý một câu, để ở đây vô số người vì đó ngạc thở, đã từng vô địch mộng trấn thiên, bây giờ tại lý thất dạ trong miệng nói ra. Tự như A Miu A Cẩu, muốn chém giết liền chém giết, dạng này tư thái, cường hoành đến để cho người ta không thở nổi. Lúc này bị trọng thương xích hỏa lão tổ là sắc mặt tái nhợt, đổi lại trước kia, có người nào dám nói với hắn lời như vậy, hắn nhất định sẽ lên tiếng quát lên, thậm chí là xuất thủ lấy tính mạng của hắn, nhưng là vào giờ phút này, xích hỏa lão tổ ngay cả cái trắm cũng không dám thả. Tại thời khắc này, coi như cho xích hỏa lão tổ 10 cái lá gan, cũng không dám lại đi quát lên lý thất dạ. Ngay cả chủ tử của hắn đều bị ép diệt, hắn chỉ là một cái mã phu. Tính là thứ gì? Chúng ta nhân tộc kiêu ngạo. Ở trong sân số lượng không nhiều tu sĩ nhân tộc nhìn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, nắm thật chặt nắm đấm, chưa phát giác ở giữa ngay cả khóe mắt đều ướt, kiêu ngạo mà nói ra, đây là chúng ta nhân tộc vinh quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện là thật lâu trầm mặt, có lý thất giả dạ ở đây, quản chi lý thất giả dạ không có tản mát ra trấn áp chư thiên khí tức, đều như thế làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Lý thất giả dạ không để ý tới đám người, về tới trên thuyền, cười nói ra, tốt, các cô nương, chúng ta nên lấy được. Cũng lấy được, nên nhìn phong cảnh, cũng nhìn qua, hiện tại nên rời đi thời điểm liễu như yên trác kiếm thi không nói hai lời đều về tới cốt thuyền bên trên thuần dương tử cũng leo lên cốt thuyền liền là một mực nhìn lý thất dạ không vừa mắt trầm hải thần vương đều cùng nhau rời đi đưa mắt nhìn lý thất dạ đi xa có người không khỏi lầm bầm nói ra đổi lại là ta ta cũng sẽ đứng tại lý thất dạ bên này cái này cũng không trách vô cấu tam tông cổ thuần tứ mạch sẽ ủng hộ lý thất dạ hiện tại xem ra Trác tông chủ bọn hắn so với chúng ta tiểu nhân vật như vậy càng có thấy xa. Trước đó, đã từng rất nhiều người không rõ vì cái gì trác kiếm thi, liễu như yên, thuần dương tử nhân vật như bọn họ sẽ đứng tại lý thất giả dạ bên này, thậm chí có không ít mị linh đối với vô cấu tam tông, cổ thuần tứ mạch cách làm như vậy trong lòng bất mãn hết sức. Nhưng là, hôm nay lý thất giả dạ xuất thủ ép diệt mộng trấn thiên đạo thân, cái này khiến rất nhiều người mới ý thức được lý thất giả dạ cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ có đến lúc này, mọi người mới hiểu được trác kiếm thi, thuần dương tử bọn hắn mới thật sự là có tầm nhìn xa người. Một thế này, hẳn là chúng ta nhân tộc trở thành tiên đế. Lý thất giả đi về sau, có nhân tộc tu sĩ nhìn không được hưng phấn mà nói ra. Cái này cũng không trách nhân tộc hưng phấn như vậy, tại thiên linh giới, nhân tộc vẫn luôn suy yếu lâu ngày, vẫn luôn bị hải yêu, thụ tộc, mỹ linh áp chế, nếu như một thế này thiên linh giới nhân tộc có thể ra một vị tiên đế, cái này nhất định có thể để thiên linh giới nhân tộc mở mày mở mặt. Chưa tới tranh thiên mệnh thời điểm, lại có ai có thể kết luận ai có thể cười đến cuối cùng, hưu chết vào tay ai, cái kia còn không biết đâu. Có mỹ linh tộc cường giả chua chua nói. Đương nhiên, nói lời này lực lượng không phải rất đủ. Thật sao? Ta chính là cực lý thất giả có thể cười đến cuối cùng, hắn có thể diệt mộng trấn thiên đạo thân, liền có thể chém mộng trấn thiên chân thân tu sĩ nhân tộc cũng lớn mạnh dũng khí lập tức phản kích nói hừ lý thất dạ mặc dù cường đại hắn đánh bại chẳng qua là đạo thân mà thôi chân thân vừa ra hừ nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu có mỹ linh tử đệ lập tức bất mãn vì chính mình mỹ linh cổ vũ sĩ khí nói ra đúng đấy đạo thân thực lực chẳng qua là chân thân một phần mười mà thôi chân thân vừa ra nhất định có thể vô địch một cái khác mỹ linh cũng không phục nói Lý thất giả chém mộng trấn thiên. Cái này nhân tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng nói ra. Đây chẳng qua là đạo thân, đạo thân, chỉ là chân thân một phần mười. Mỹ Linh không nguyện ý tiếp nhận dạng này thuyết pháp, uốn nắng cái này nhân tộc tu sĩ. Lý thất giả liền là chém mộng trấn thiên. Cái này nhân tộc tu sĩ còn là một câu nói như vậy, đối cái này Mỹ Linh tu sĩ cười lạnh nói ra. Ngươi, ngươi đừng cho Lý thất giả nói khoác về sau ai chết vào tay ai còn chưa biết. Cái này Mỹ Linh Cường giả căm giận nói. Lý thất giả chém mộng trấn thiên. Cái này nhân tộc tu sĩ yên nguyên vẫn là chỉ có một câu nói như vậy. Cuối cùng, những này Mỹ Linh tu sĩ đều bị một câu nói như vậy chán nản, bọn hắn dứt khoát ngậm miệng lại, không nguyện ý lại nói tiếp, nói thêm gì đi nữa, liền là tự chuốc nhục nhã. Trên thực tế, Mỹ Linh bất kể nói thế nào, trong nội tâm đều không có sức lực, hiện tại xích hỏa lão tổ ở đây, hắn chỉ là yên lặng thu hồi xe ngựa mảnh vỡ, cuối cùng là yên lặng rời đi, từ đầu đến cuối, hắn cũng không nguyện ý nói thêm câu nào, trừ phi hắn đạt được chủ nhân chỉ thị. Nhìn thấy ngay cả xích hỏa lão tổ từ đầu đến cuối đều yên lặng không nói. Mỹ Linh nhất tộc rất nhiều cường giả cũng vì đó ngạt thở, trong nội tâm rất ngột ngạt. Thử nghĩ một chút, trước đó, xích hỏa lão tổ đó là phong quan đến mức nào, mặc dù hắn là một cái mã phu, nhưng là, đối với những người khác, vẫn là cao cao tại thượng. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, có thể trở thành tiên đế mã phu, đây không phải một cái sĩ nhục, mà là một loại vinh quang. Nhưng, hôm nay xích hỏa lão tổ đã không còn kiêu ngạo, không còn cao cao tại thượng, tự như là từ thần đàn bên trên rơi xuống khỏi. Xích hỏa lão tổ yên lặng không nói tư thái, cái này để ý bày ra lấy mộng trấn thiên vô địch thần thoại bị đánh vỡ liên xem như mộng trấn thiên còn có cơ hội, nhưng hắn đã có kình địch, cái này cho mộng trấn thiên tạo thành to lớn uy hiếp. tại thời khắc này, liên xem như mỹ linh nhất tộc không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng giống vậy minh bạch. từ hôm nay trở đi, mộng trấn thiên chỉ sợ không cách nào lại giống như kiểu trước đây hiệu lệnh thiên hạ, không cách nào lại giống như kiểu trước đây có thể làm cho tất cả mọi người đi theo hắn, sùng bái hắn, lý thất và ép giết hắn đạo thân đây không chỉ là để mộng trấn thiên vô địch thần thoại rơi xuống thần đàn, đồng thời, cũng làm cho mộng trấn thiên hiển hách uy danh nhận lấy nghiêm trọng tổn hại. Chương 1402, Biệt Ly Rời đi cốt hải, thuần dương tử cũng dự định rời đi, hắn hướng lý thất giả ông quyền, cười nói ra, Lý Huynh, ta chuẩn bị như vậy về cổ linh đảo, không biết lần từ biệt này khi nào có thể lại gặp nhau. Hữu duyên, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Lý thất già dạ cười cười, nói ra. Thuần dương tử không khỏi cười khổ một cái, nói ra, lần từ biệt này, chỉ sợ là cần thật lâu mới có thể gặp lại Lý Huynh. Lần này đi theo Lý Huynh du lịch cốt hải, tiểu đệ cảm xúc quá sâu, thu hoạch rất nhiều. Lần này về cổ linh đảo, ta đánh bế quan dự định, muốn bế tử quan. Không biết ngày nào mới có thể tái xuất quan thuần dương tử lời này là xuất từ phế phủ lần này chuyến đi có thể nói để hắn có thu hoạch rất nhiều hắn nói tới thu hoạch cũng không phải là chỉ bảo vật bên trên thu hoạch mà là đối với đại đạo cảm ngộ trước đó hắn đã từng biết mình cùng mộng trấn thiên ở giữa chênh lệch nhưng là khi thật sự nhìn thấy mộng trấn thiên xuất thủ về sau để thuần dương tử mới chính thức minh bạch mình cùng mộng trấn thiên ở giữa chênh lệch ở nơi nào khi gặp lại lý thất dạ dương oai thời điểm Càng là bị Thuần Dương Tử mở ra mặt khác một cánh cửa. Nguyên Lai đạo hạnh cũng là có thể tu luyện, công pháp cũng có thể dạng này đến dày vò, ngoại trừ thọ pháp, mệnh công, thức thuật bên ngoài, còn có rất nhiều đồ vật có thể đi rèn luyện. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ không có truyền cho hắn một chiêu nửa thức, nhưng là gặp Lý Thất Dạ xuất thủ về sau, cái này khiến Thuần Dương Tử có mặt khác không giống bình thường ý nghĩ, có thể nói, Lý Thất Dạ vì hắn mở ra mặt khác một cánh cửa đây là một đầu chỉ sợ trước kia không có người đi qua môn hộ chính là bởi vì như thế cái này khiến thuần dương tử ra đời bế quan suy nghĩ thuần dương tử thiên phú cực cao hắn cũng không phải là tự cao tự đại người nhưng là hắn tin tưởng lấy khi hiện tại tạo nghề không chỉ là thế hệ trẻ tuổi liền xem như thế hệ trước hắn đều tự nhận là có thể ứng phó qua được tới nhưng đi qua chuyến này về sau thuần dương tử trong nội tâm cầu đạo dục niệm càng thêm nóng bỏng. Hắn hiểu hơn mình còn có dài dằng dặc vô cùng con đường muốn đi. Chính trước kia, thuần dương tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ý nghĩ như vậy, hắn vô tâm tranh hùng thiên mệnh, mà lấy hắn thiên phú. Sớm muộn có một ngày có thể tu luyện đến đỉnh phong, hắn cũng không vội lấy tu luyện. Cho nên, hắn một mực lấy đạm bạc tâm thái đi đối mặt tu luyện. Nhưng là, tại lần này kiến thức mộng trấn thiên cường đại về sau kiến thức lý thất dạ kỳ tích về sau thuần dương tử đối đại đạo hướng tới càng thêm nóng bỏng hắn biết ở phía trước đại đạo có càng nhiều rực rỡ chờ lấy hắn nhân lúc còn nóng đi rèn sắt tu luyện phải thừa dịp tuổi trẻ ngươi dạng này thiên phú đích thật là hẳn là anh dũng thẳng lên coi như ngươi không trở thành tiên đế nhưng là phía trước cũng có rất nhiều ngạc nhiên chờ ngươi hoặc là có một ngày ngươi bước lên đỉnh cao về sau ngươi sẽ phát hiện đỉnh phong về sau còn có càng nhiều rực rỡ chờ ngươi đi thăm dò lý thất giả minh bạch thuần dương tử tâm thái không khỏi vừa cười vừa nói lý huynh lời hay tiểu đệ khắc trong tâm khảm thuần dương tử ông quyền cúc thủ nói ra lý thất giả cười nói ra đi thôi hữu duyên kiểu gì cũng sẽ gặp nhau nói không chừng tương lai gặp lại lần nữa đó là tràn đầy kinh hỷ lý thất giả đích thật là mười phần thưởng thức thuần dương tử liền xem như thuần dương tử không tranh thiên mệnh nếu như thuần dương tử hiện tại hữu tâm vấn đỉnh thiên hạ hắn cũng vui vẻ chỉ điểm một hai tốt hy vọng có ngày nhiều lần gặp nhau thuần dương biết cũng thoải mái cười nói ra bất luận như thế nào chúng ta cổ thuần tứ mạch đại môn tùy thời đều vì lý huynh tệ mở ra tùy thời hoan nghênh lý huynh ngươi đến coi như ta có một ngày không tại cổ thuần tứ mạch sư đệ ta cũng sẽ đại biểu cổ thuần tứ mạch hảo hảo mà chiêu đại lý huynh. Sư đệ, ngươi nói đúng không? Ta sẽ chiêu đại hắn. Đối với mình lời của sư huynh, Trầm Hải Thần Vương lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, nhưng là vẫn gật đầu. Mặc kệ Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, Trầm Hải Thần Vương đều như cũ đối Lý Thất Dạ không vừa mắt. Y nguyên không vui cùng Lý Thất Dạ giao kết. Bất quá, Trầm Hải Thần Vương là một cái người rất có ý tứ hắn cũng sẽ không cùng Lý Thất Dạ trở mặt. Huống chi, đối với hắn sư huynh, Trầm Hải Thần Vương luôn luôn đều tôn kính, hắn sư huynh phân phó như thế, hắn cũng là tuân theo, cho nên nói, coi như hắn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, cùng Lý Thất Dạ nước tiểu không đến một bình, nếu như Lý Thất Dạ thật đến cổ thuần tứ mạch, hắn cũng sẽ đại biểu hắn sư huynh chiêu đại Lý Thất Dạ. Điểm này, Trầm Hải Thần Vương hắn vẫn là làm được. Đối với Trầm Hải Thần Vương thái độ, lý thất dạ không khỏi cười cười mà thuần dương tử cũng không lo lắng hắn đối với mình sư đệ rất có lòng tin hắn tin tưởng mình sư đệ minh bạch cái gì có thể làm cái gì không thể làm lý huynh trác tông chủ liễu tông chủ như vậy cáo từ cuối cùng thuần dương tử hướng lý thất dạ bọn hắn ông quyền cáo từ trầm hải thần vương cũng cùng trác kiếm thi cùng liễu như yên ông quyền đối với lý thất dạ xa cách thuần dương tử ngay tại thuần dương tử cáo từ rời đi đi chưa được mấy bước thời điểm lý thất dạ gọi hắn lại không biết lý huynh có gì chỉ điểm đâu thuần dương tử dừng lại quay đầu nói ra làm một cái nam nhân nha chỉ tặng cho ngươi một câu lý thất dạ cười cười nói ra nếu là lần sau gặp nhau nếu như ngươi ngay cả ngươi sư thúc cũng còn không có giải quyết vậy liền thật là làm cho người ta thất vọng đây là cô phụ ngươi một thân tuyệt thế chi tư lý thất dạ lời này lập tức để thuần dương tử có chút xấu hổ hắn cười khang một tiếng cũng không biết nói cái gì cho phải ta sư huynh là có thể làm được trầm hải thần vương vỗ thuần dương tử bả vai hăng hái hắn đây là vì hắn sư huynh ủng hộ động viên cuối cùng thuần dương tử mang theo trầm hải thần vương phiêu nhiên mà đi hai người bọn họ biến mất tại mênh mông trong biển rộng thuần dương tử rời đi về sau lý thất dạ trở lại trong thuyền hắn ngồi tại quan tài trước, mà tiên nữ nằm tại trong quan tài đang ngủ say, nàng ngủ được rất an bình, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tự hồ nàng là làm cái gì mộng đẹp. Tiên nữ cái này ngọc ngủ tư thái, là rất mỹ lệ rất mỹ lệ, bất luận là trác kiếm thi, vẫn là liễu như yên, cũng không khỏi cảm thấy liền xem như thân là nữ tử, nhìn thấy tiên nữ dạng này ngọt ngào tư thế ngủ đều sẽ tim đập thình thịch. Lý thất dạ nhìn xem tiên nữ, hắn chậm rãi vương tay ra tay của hắn đặt ở tiên nữ trên mặt, nhẹ nhàng vuốt nàng cái kia tuyệt thế vô song dung nhan, lý thất dạ cũng không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, đây là thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Cuối cùng, lý thất dạ nắm chặt tiên nữ tay phải, năm ngón tay đang xen, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời, hắn tự như ngủ thiếp đi. Liễu như yên cùng trác kiếm thi nhìn thấy bộ dáng này, các nàng cũng không khỏi chậm lại hô hấp, các nàng đều cảm thấy sợ đánh thức hai người bọn họ. Lý thất giả cứ như vậy nhắm mắt lại, giống như cùng tiên nữ lâm vào không ngủ bên trong. Ngay từ đầu, liễu như yên cùng trác kiếm thi cũng không phát hiện cái gì, nhưng là, một lát sau, liễu như yên cùng trác kiếm thi bỗng nhiên giống như nghe được nhịp tim thanh âm. Ngay từ đầu, hai người các nàng chỉ cho là là ảo giác, nhưng là, các nàng lại cẩn thận lắng nghe thời điểm, các nàng mới phát hiện, các nàng không chỉ là nghe được tiếng tim đập, hơn nữa còn là hai người tiếng tim đập, Thần kỳ hơn chính là, lý thất dạ nhịp tim cùng tiên nữ nhịp tim lại là cùng một cái tiết tấu. Giống nhau như đúc tiếng tim đập, cứ như vậy, hai người bọn họ tiếng tim đập nghe xong tự như là chỉ có một người tiếng tim đập. Lý thất dạ cùng tiên nữ tiếng tim đập là rất nhẹ rất chậm, hai người bọn họ nhịp tim tiết tấu là giống nhau như đúc, khi liễu như yên cùng trác kiếm thi nghe tiếng tim đập của bọn họ thời điểm đều cảm giác thế gian lập tức yên lặng lại, đều cảm giác thế gian lập tức chậm lại, tại thời khắc này, Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên đều cảm thấy mình chỗ thân tại một thế giới khác. Đây là một cái ầm ầm sống dậy thế giới, đây là một cái ngũ thải ban lan thế giới, tự hồ, tại dạng này thế giới bên trong, tự như là chỗ thân tại tiên cảnh, ở chỗ này, không chỉ là mênh mang khí tức đập vào mặt. Càng là có một cổ cực kỳ thuần túy cực kỳ mênh mông hỗn độn khí tức. Hô hấp lấy dạng này khí tức, lập tức để cho người ta tinh thần dồi dào vô cùng, đây không chỉ là khiến người ta cảm thấy lập tức trẻ rất nhiều rất nhiều, hơn nữa còn có thể khiến người ta lập tức cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như mình lập tức bước vào mấy cái cấp độ. Ngay tại cái này bỗng nhiên, liễu như yên cùng trác kiếm thi cũng không khỏi cảm thấy mình tự như chỗ thân tại tiên cảnh, trong truyền thuyết tiên cảnh chỉ sợ là như thế. Nhưng là, liền là tại cái này ầm ầm sống dậy. Ngũ thải ban lan thế giới, lại ẩn giấu đi không muốn người biết nguy cơ, tự hồ một cái diệt thế liền giấu ở dạng này một cái thế giới xinh đẹp bên trong. Đột nhiên, tiên cảnh lập tức biến mất, các nàng mới phát hiện các nàng vẫn là chỗ thân tại trong thuyền. Lúc này, tiên nữ đã tỉnh lại, nàng chậm rãi mở ra hai mắt, nàng cái kia mỹ lệ đến không cách nào hình dung hai con ngươi nhìn xem lý thất dạ, nói ra, cảm ơn ngươi. Lý thất dạ thu hồi tay phải, chỉ là tùy ý cười cười, nói ra, chỉ là tiện tay mà làm mà thôi, con đường cuối cùng vẫn ngươi chính mình đi đi tiên nữ từ trong quan tài đứng dậy nói ra ta phải đi ta phải đi về ta biết lý thất dạ nhẹ gật đầu nói ra thời gian cũng không còn nhiều lắm tai nạn cuối cùng là phải tiến đến có lẽ cái này sẽ một cái hoàn toàn khác biệt thời đại có lẽ tương lai kết cục xảy ra người tại dự kiến tiên nữ không nói chuyện lẳng lặng mà nhìn xem lý thất dạ giống như nghe hiểu lý thất dạ lời nói ta chuẩn bị cho ngươi một cái chuẩn bị ở sau có lẽ thật đến một ngày như vậy có thể giúp ngươi một chút sức lực lý thất dạ nhẹ nhàng vẫy vẫy tiên nữ mái tóc khó được ôn nhu nói là cái gì cải biến chủ ý của ngươi đâu tiên nữ nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn xem lý thất dạ thần thái ở giữa nàng lại một lần có chút mê man ta cũng không biết lý thất dạ không khỏi nở nụ cười nghiêm túc nói ra có lẽ làm đã quen ác nhân đột nhiên có chút muốn làm một làm việc thiện đi có nhiều thứ lại có ai có thể nói rõ được đâu đây chính là nhân tính nhân tính tiên nữ nỉ non hai chữ này cẩn thận nàng tại tinh tế thưởng thức lấy lý thất dạ hai chữ này mỹ diệu liệu như yên cùng trác kiếm thi đều đã quen thuộc lý thất dạ cùng tiên nữ dạng này khó hiểu đối thoại coi như các nàng nghe không hiểu các nàng cũng sẽ nghiêm túc đi nghe Chương 1403, tiên nữ rời đi. Một hồi lâu, tiên nữ lúc này mới từ thất thần ở giữa lấy lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng nói ra, "Cảm ơn ngươi, là ngươi cho thế giới mang đến hy vọng." "Không, công lao này ta là không dám đoạt." Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, "Là ngươi cho cái thế giới này mang đến hy vọng. Không có ngươi, cái thế giới này liền không có hy vọng." Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem tiên nữ, chậm rãi nói ra, ta gây nên, chỉ là tiện tay mà thôi. Tương lai, vẫn là mười phần khảm trong gai, con đường tương lai, còn cần ngươi đi đi xuống, chỉ sợ ta là không giúp được ngươi. Ta minh bạch. Tiên nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Lý thất dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng nói ra, đi thôi, cái này đến cái khác kỷ nguyên về sau, nên tới rốt cục muốn tới, cuối cùng cần một cái chấm dứt. Tiên nữ không nói hai lời, vậy mà thoáng cái nâng lên cổ kia mọc quan xoay người rời đi, nhưng là, tiên nữ đi không bao xa, nàng lại dừng bước lại, xoay đầu lại, nhìn xem lý thất dạ, nói ra, chúng ta sẽ còn lại gặp nhau sao? Lý thất dạ không khỏi trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng hắn cười nói ra, ta cũng không biết, có lẽ sẽ đi. Nói không chừng ta trước sau ngươi đi một bước. Chết thảm trên chín tầng trời. Tiên nữ nhìn xem lý thất dạ, cũng là trầm mặt một chút, nói ra, ta biết cái chỗ kia nhưng có cần phải đi sao nhất định phải đi sao nhất định lý thất dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra đây là ta cả đời truy cầu cũng là ta duy nhất truy cầu trên một con đường này đã lát thành đủ nhiều xương khô bao nhiêu tổ tiên chưa từ bỏ bao nhiêu người nguyện ý chiến đến cuối cùng ta cũng không ngoại lệ đây chính là nơi trở về của ta tự như nơi trở về của ngươi như thế nơi trở về của ta tiên nữ không khỏi nhẹ nhàng nỉ non, tự hồ nàng nghĩ tới điều gì. Thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Qua hồi lâu sau, tiên nữ lấy lại tinh thần, không còn lưu lại, bước ra thuyền lớn, lúc này. Nàng tiện tay xé rách hư không, trong hư không vậy mà xuất hiện một cánh cửa, trong đó là tiên quan trùng thiên. Huyền diệu vô cùng pháp tắc chìm nổi không ngừng, tự như đây là thông hướng tiên giới môn hộ. Tiên nữ bước vào môn hộ, trong nháy mắt biến mất sau đó môn hộ cũng biến mất theo, tự như là sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nhìn xem tiên nữ biến mất tại trong cánh cửa. Lý thất già dạ chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Công tử vì cái gì không lưu lại nàng đâu. Tiên nữ rời đi rất lâu sau đó. Trác kiếm thi không khỏi nhẹ nhàng nói. Lưu nàng lại. Lý thất già dạ thu hồi ánh mắt, nở nụ cười nói ra. Liễu như yên cũng không khỏi nói ra, đúng nha, nếu là công tử mở miệng giữ lại nói không chừng nàng nguyện ý lưu lại đâu tiên nữ tuyệt thế chi tư không cần lắm lời mỹ mạo của nàng không cách nào dùng bút mực để hình dung đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều nguyện ý lưu nàng lại huống chi tiên nữ có được sánh vai với tiên đế thực lực nữ nhân như vậy chỉ cần có cơ hội bất luận là ai bất luận là thế nào nam nhân đều nguyện ý đem nàng giữ lại xuống tới quản chi là nỗ lực lớn hơn nửa đại giới tại sao phải giữ lại lý thất già cười lắc đầu nói ra nàng có con đường của nàng muốn đi ta có ta chinh đồ liền xem như cùng một chỗ đi lại xa đều sẽ có ngày mỗi người đi một ngã sớm muộn cũng phải ly biệt người như nàng sẽ không bởi vì ta giữ lại mà từ bỏ ta cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân mà dừng bước lại tiên nữ muốn đi làm gì chứ trác kiếm thi không khỏi vì đó hiếu kỳ giống tiên nữ dạng này người còn có cái gì tốt truy cầu đâu, lấy nàng thực lực, chỉ sợ là phóng nhãn cửu giới đều đã vô địch. Đối với trác kiếm thi vấn đề này, Lý Thất Dạ không khỏi bắt đầu trầm mặt. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói ra, có lẽ, có một ngày như vậy, các ngươi có lẽ đều có cơ hội thấy được nàng muốn làm gì. Trác kiếm thi cùng liễu như yên sư tỷ muội hai người không khỏi nhìn nhau một chút, không biết vì cái gì, lý thất dạ dạng này thần thái làm cho các nàng trong nội tâm có một loại cảm giác bất an. Lý thất dạ không khỏi đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi trác kiếm thi cái kia rủ xuống mái tóc. Ta ngược lại hy vọng các ngươi có thể không nhìn thấy ngày đó, hy vọng ngày đó cách các ngươi xa xa. Vì cái gì, liễu như yên cùng trác kiếm thi sư tỷ mùi hai người cũng không khỏi trăm miệng một lời nói. Lý thất dạ trầm mặt một hồi, hắn cũng không có chính diện trả lời. Ngày đó đến, cũng không phải là một chuyện tốt. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Biết rõ một ngày này sẽ đến, bất quá, lý thất dạ không thể đi cải biến, chính như hắn nói như vậy, tiên nữ sẽ không bởi vì hắn giữ lại mà từ bỏ, mà hắn cũng sẽ không bởi vì tiên nữ hoặc là thiên linh giới mà dừng bước lại. Tự như hắn vừa rồi nói như thế, tiên nữ có tiên nữ sứ mệnh, hắn có con đường của hắn, cuối cùng, tiên nữ cũng tốt, thiên linh giới cũng được đều phải dựa vào chính mình về phần hắn hắn muốn đi đến rất xa rất xa hắn muốn đi đến thế giới cuối cùng hắn sẽ không vì thiên linh giới mà lo lắng bởi vì chiến đến tận cùng thế giới đây mới là sứ mạng của hắn trên một con đường này đã chết quá nhiều người hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ khi lý thất dạ trầm mặc thời điểm liễu như yên cùng Trác kiếm thi đứng ở nơi đó há miệng muốn nói nhưng các nàng thật lâu nói không ra lời Nói đi. Lý Thất Dạ nhìn xem hai người các nàng, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Trác Kiếm Thi thần thái có chút buồn vô cớ, không biết nên làm sao mở miệng, mà Liễu Như Yên ngược lại là đỡ một ít. Khẽ cười một tiếng, nói ra, ta cùng sư tỷ muốn về một chuyến tông môn, không biết công tử gia đồng hành hay không? Không, ta dự định đi một chuyến thần chỉ châu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sự tình thỏa về sau, cũng nên ta rời đi thời điểm hắn cùng tô ung hoàng ước định tại thần chỉ châu hắn giúp tô ung hoàng thu hồi đồ vật về sau giải quyết xong một ít chuyện về sau cũng nên về nhân hoàng giới thời điểm trên thực tế không cần hỏi trác kiếm thi cùng liễu như yên cũng biết kết quả như vậy nhưng là liễu như yên yên nguyên nhịn không được hỏi một chút mà thôi trác kiếm thi cùng liễu như yên há miệng muốn nói thiên ngôn vạn ngữ các nàng cũng không biết nên từ chỗ nào nói lên các ngươi cũng nên lúc trở về lý thất giả cười nói ra các ngươi đều là rất có triển vọng người trở về bế quan ngộ đạo tĩnh tâm suy nghĩ không ra bao nhiêu năm các ngươi nhất định có thể sẽ là tiên thể đại thành đến ngày đó các ngươi chắc chắn sẽ trở thành vô cấu tam tông kiêu ngạo cái này cũng sẽ các ngươi vô cấu tam tông thêm tăng nội tình đến ngày đó liền xem như cùng tiên đế hải thần là địch vậy cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình lý thất giả nói như thế cũng đúng là là như thế, nếu thật là đợi đến trác kiếm thi cùng liễu như yên tiên thể đại thành, vậy liền mang ý nghĩa vô cấu tam tông đồng thời có được hai tôn đại thành tiên thể. Đối với một cái truyền thừa tới nói, đồng thời có được hai tôn đại thành tiên thể, chỉ sợ là so với một vị tiên đế còn muốn đáng giá kiêu ngạo, hai cái đại thành tiên thể, đó là đáng sợ cỡ nào sự tình. Trác kiếm thi cùng liễu như yên há miệng muốn nói, nhưng yên nguyên không biết nên bắt đầu nói từ đâu trong lòng các nàng cũng minh bạch lý thất giả nói tới có lý chuyến này làm cho các nàng thu hoạch rất nhiều các nàng hoàn toàn chính xác cũng nên trở về tĩnh tâm suy nghĩ bế quan ngộ đạo huống chi các nàng đạt được truy phong kích bất luận như thế nào hai người các nàng đều phải đem truy phong kích mang về tông môn đây cũng là nên các nàng cùng lý thất giả biệt ly thời điểm chúng ta nguyện ý đi theo công tử qua một hồi lâu trác kiếm thi cố lấy hết dũng khí Nói ra một câu nói như vậy. Đây đối với trác kiếm thi dạng này hàm súc nữ nhân mà nói, nói ra lời như vậy, thật sự là không dễ dàng. Lý thất giả dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng nói ra, ta biết, đại đạo luôn luôn như thế. Các ngươi đi theo những ngày này, cũng cho ta cảm giác không tệ. Nói câu lời thật lòng, nếu như các ngươi thật nguyện ý đi theo ta, ta cũng vui vẻ mang các ngươi rời đi. Nhưng, ta làm như vậy là có chút ích kỷ không cho các ngươi vô cấu tam tông lưu lại cái gì, ngược lại mang đi vô cấu tam tông hạt giống tốt. Lý thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây cũng không phải là là lý thất giả không nguyện ý tiếp nhận các nàng, mà là nói, hắn không muốn đánh phá vô cấu tam tông yên tĩnh mà thôi, đem vô cấu tam tông cột vào mình chiến xa bên trên. Liễu như yên cùng trác kiếm thi há miệng muốn nói. Nhưng là, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng phiền muộn thở dài. Tương lai không phải là không có cơ hội. Nhìn xem liễu như yên cùng trác kiếm thi thất vọng mất mát thần thái, lý thất dạ trong lòng không khỏi vì đó mềm nhũng, cười nói ra, chờ các ngươi tiên thể đại thành về sau, tương lai có một ngày như vậy, ta mang các ngươi đi xem một chút cái thế giới này bên ngoài thế giới. Bất quá, các ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, thế gian, chưa từng có mỹ lệ tiên giới, cũng không có cái gì cõi yên vui, chỉ có một cái càng mênh mông hơn càng rộng lớn hơn tàn khốc thế giới vậy cứ thế quyết định. Nghe được lý thất dạ lời như vậy, buồn vô cớ liễu như yên không khỏi lộ ra tiếu dung, nụ cười xinh đẹp tự như ban đêm khói lửa, là như vậy mỹ lệ, là như vậy lóa mắt. Liền là hàm súc trác kiếm thi cũng không khỏi vui vẻ, trên mặt lộ ra tiếu dung. Tốt, các ngươi cũng nên lên đường thời điểm. Không, ta quên đi. Lý thất dạ cười lắc đầu nói ra, nói đúng ra, là ta nên lên đường thời điểm. Nói, Hắn đứng lên. Cũng đúng là là Lý Thất Dạ nên lên đường thời điểm, bởi vì chiếc này cự thuyền là vô cấu Tam Tông tài sản. Lý Thất Dạ cũng không có cái gì tốt do dự. Cũng không có cái gì tốt dây dưa dài dòng, hắn cũng không phải là loại kia không quả quyết nam nhân, khi hắn sau khi đứng dậy xoay người rời đi. Công tử gia, lúc này, Liễu Như Yên đuổi kịp Lý Thất Dạ, gọi lại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngừng bên trên bước chân, mỉm cười nhìn xem liễu như yên cùng lúc đó trác kiếm thi cũng đuổi theo còn có việc sao lý thất dạ nhìn xem liễu như yên vừa cười vừa nói liễu như yên nhìn xem lý thất dạ nàng thật sâu nhìn lý thất dạ một chút cuối cùng nàng lấy ra một mực mang lên mặt mạng che mặt lộ ra chân dung phù dung như diện liễu như mi lời này hình dung liễu như yên dung nhang cái kia lại thích hợp bất quá dung nhang của nàng Tựa như hoa sen mới nở, xinh đẹp vũ mị, mặt mày ở giữa, tựa như sương mù khóa kiều liễu, hai mắt chính là thu thủy ba quan, để cho người ta vì đó tim đập thình thịch. Chương 1404: Hôn tạm biệt. Nhìn xem Liễu Như Yên dung nhan xinh đẹp, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mỹ nhân như ngọc, hương thơm nghi nhân Dung nhan chính là công tử gia độc thưởng, công tử gia có phải hay không có cái gì biểu thị một chút. Liễu như yên hai mắt làng thu thủy dập dần, chọc người tiếng lòng, nàng cười khẽ nói. Cái gì biểu thị? Lý thất dạ vừa cười vừa nói. Liễu như yên cũng là quá lớn mật, nàng là mười phần chủ động, thư tay ông ở lý thất dạ cổ, đưa lên môi son, nhẹ nhàng hôn, mặc dù nàng động tác lộ ra ngây ngô, nhưng là, lại như vậy to gan, như vậy chấp nhất không kiên kỵ. Lý thất dạ không bằng cười một tiếng, nhẹ nâng dung nhan, tinh tế hôn mút, động tác là như vậy ôn nhu, là như vậy chọc tiếng lòng. Bị như thế hôn mút, để liễu như yên cái này gan lớn nữ tử cũng không khỏi hồn nhi bay lên, từng đợt tê dại cảm giác run rẩy toàn thân, để nàng thân thể mềm mại cũng vì đó trả rời. Trong lúc nhất thời, nàng ông lý thất dạ cổ, đã rời tại lý thất dạ lòng ngực, giờ này khắc này mỹ nhân nhi, chính là tú mục mê say, vũ mị như nước mùa xuân công tử gia chính là lão thủ trong lão thủ nha liễu như yên hờn dỗi một tiếng nàng phen này bộ dáng thật sự là để cho người ta tim đập thình thịch lý thất già dạ chỉ là cười cười nhẹ nhàng gõ gõ nàng mũi ngọc cũng không có nói cái gì liễu như yên cũng là một cái sáng sủa nữ tử mặc dù là ly biệt phía trước cũng không thương cảm cười duyên một tiếng đứng lên sư tỷ ly biệt sắp tới có phải hay không cũng tới cái hôn tạm biệt, nói không chừng, lần từ biệt này, từ đó không còn gặp nhau. Liễu Như Yên sau khi đứng dậy, hé miệng cười khẽ, đối trác kiếm thi chấp chấp tú mục. So với Liễu Như Yên ma nữ này đến, hàm súc trang quả nhiên trác kiếm thi liền không có to gan như vậy. Bị Liễu Như Yên nói như vậy, nàng lập tức mặt ửng đỏ, khuôn mặt một trận nóng bỏng. Nhưng là, trác kiếm thi cũng không biết dũng khí từ đâu tới, thẹn thùng nàng, lại là đưa lên cặp môi thơm, nhẹ nhàng hôn mút một chút, nàng cả người tự như điện giật, xấu hổ không còn mặt mũi nào, lập tức đứng ra. Trong lúc nhất thời, trác kiếm thi khuôn mặt đỏ đến giữa bầu trời bên cạnh ráng chiều, tại dương mắt ở giữa, trên mặt đỏ hồng là như vậy mê người, là như vậy say lòng người, để cho người ta thấy một trái tim cũng vì đó say. Đối với trác kiếm thi cái kia như tinh viên lướt nước khẽ hôn. Lý thất dạ không khỏi mỉm cười một chút liễu như yên hé miệng cười khẽ tại lý thất dạ bên tai khẽ nói giọng dịu dàng nói ra công tử gia yên tâm đi sư tỷ liền giao cho ta đợi ngươi trở về hẳn là có thế ông mỹ nhân về đối với ma nữ này lý thất dạ không khỏi nở nụ cười cuối cùng hắn nở nụ cười nói ra trân trọng đi hữu duyên tự sẽ muốn gặp nói xong bước ra cự thuyền tiện tay một điểm mở ra đạo môn trong nháy mắt liền biến mất Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi hai người đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, khi Lý Thất Dạ rời đi về sau, các nàng kinh ngạc nhìn phía trước. Trong lúc nhất thời thất vọng mất mát, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Lý Thất Dạ lại một lần nữa đi tới Bạch Cốt Đảo, khi Lý Thất Dạ lại đến đến trên bầu trời Bạch Cốt Cung Điện thời điểm, Bạch Cốt Đảo chủ chính là một bộ rượu uống no đủ bộ dáng, nằm ở nơi đó phơi nắng. Xem ra lần này ngươi phát không nhỏ tài nha lý thất già đem thuyền nhỏ trả lại cho bạch cốt đảo chủ nhàn nhạt vừa cười vừa nói mặc dù nói thuyền nhỏ thần tính tổn thất mười phần nghiêm trọng nhưng là lúc này bạch cốt đảo chủ lại không có chút nào thịt đau mặt mày hớn hở nói ra không dám không dám đây đều là đại nhân bệ hạ phúc phận tiểu nhân chỉ là tại cốt hải bên trong nhạc một chút canh thừa sống qua ngày mà thôi lý thất già chỉ là nở nụ cười nằm tại trên ghế nằm phơi nắng nói ra ta lại không cùng ngươi giật đồ, cần phải nói đến như thế tự ti sao? cái chỗ kia đồ vật, không có một kiện là phàm vật, tùy tiện, đó cũng là đầy đủ ngươi ăn uống mấy cái thời đại. bạch cốt đảo chủ ha ha gượng cười vài tiếng, tiếp lấy hắn cho lý thất giả dạ bưng lên rượu ngon, khoanh tay đứng ở một bên, một bộ lắng nghe lý thất giả dạ giáo huấn bộ dáng. một thế này, bất tử tiểu tử thật là có khả năng bị hắn dày vào thành công. lý thất giả dạ nhấp một cái rượu ngon tùy ý nhìn bạch cốt đảo chủ một chút, nói ra, ngươi có phải hay không còn định tìm hắn tra nhi, đem hắn gia cho lột đâu. Đối với dạng này, bạch cốt đảo chủ không khỏi vì đó trầm mặt một chút, qua một hồi lâu về sau, bạch cốt đảo chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hồi đại nhân lời nói, như thế tháng năm dài đằng đẵng đều đi qua, rất nhiều thứ ta cũng nghĩ thoáng. Kỳ thật, năm đó ta cùng bất tử tiểu tử hai người, trong nội tâm là nhất thanh nhị sở, hai người chúng ta bên trong chỉ có một người có thể rời đi mặc dù nói bất tử tiểu tử là hố ta một thanh nhưng đều đã không quan trọng đổi lại là ta ta cũng giống vậy sẽ làm như vậy nói đến đây bạch cốt đảo chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng mặc dù mỗi lần nâng lên bất tử tiên đế hắn đều là nghiến răng nghiến lợi tuyên bố muốn lột da của hắn hủy đi xương cốt của hắn trên thực tế tại trước đây thật lâu hắn cùng bất tử tiên đế hai người có thể nói được là huynh đệ tình thâm. Bất tử tiểu tử thành công, có lẽ, các ngươi sẽ có gặp nhau ngày đó. Lý thất già dạ cười cười, không khỏi nhìn xem bích hải lam thiên. Trên thực tế, giống bạch cốt đảo chủ cùng bất tử tiên đế, bọn hắn mặc dù có qua sinh ân oán, sống lâu như vậy về sau, thật có một ngày có thế nặng bồng gặp nhau, nên nghĩ thoáng, bọn hắn hay là nghĩ thoáng. Đang trầm mặt bên trong, tại trong yên tĩnh, qua một hồi lâu về sau, Bạch Cốt Đảo chủ mở miệng hỏi, "Đại nhân, thời gian còn bao lâu đâu?" Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Bạch Cốt Đảo chủ một chút, nói ra, "Nhanh, mặc dù ta còn chưa có đi thần thụ lĩnh, bất quá, ta suy đoán cũng sắp." Thần thụ lĩnh xuất hiện thụ nhân đã dài đằng đẵng 5 tháng, ta xem ra. Thần thụ lĩnh nếm thử cũng là chỉ sợ tiếp cận thành công. Cốt Hải cũng vậy sao? Bạch cốt đảo chủ có chút hải hùng khiếp vía, nói ra. Lý thất dạ nhìn xem bạch cốt đảo chủ, không khỏi nở nụ cười, nói ra, lấy xuất thân của ngươi, ngươi hẳn phải biết mới đúng, cốt hải biến dị, ngươi so với ai khác đều có thể cảm thụ được. Trước kia là, bạch cốt đảo chủ cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mấy cái này thời đại, ta cảm giác là càng ngày càng yếu, đây không phải ta trở nên yếu đi, mà là cốt hải mạnh lên, ta đều nhanh hoàn toàn không cảm giác được cho nên cá nhân ta suy tính cốt hải cũng không xê xích gì nhiều nói đến đây bạch cốt đảo chủ thần thái cũng không khỏi ngưng trọng lên trên thực tế bạch cốt đảo chủ bản thân liền là rất cường đại nhưng là đối với hắn mà nói coi như hắn cường đại tới đâu đối mặt cốt hải thời điểm đều không đáng đến nhất lên đúng vậy đích thật là không sai biệt lắm ta xem ra còn kém như vậy một hơi chỉ kém một chút như vậy. Lý thất giả bưng rượu ngon, chậm rãi nói ra, lần này ta đoạt tam xoa kích, cốt hải đều nhìn. Có một câu chuyện cũ kể rất khá, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đã ngay cả ta đoạt tam xoa kích đều cho rằng là chuyện nhỏ, đều nhìn xuống đi, ngươi cảm thấy đại mưu là cái gì đây? Lý thất giả lời nói này đi ra, bạch cốt đảo chủ không khỏi hải hùng khiếp vía, hắn tại cốt hải dạo qua rất dài thời điểm ở chỗ này càng là ở một cái lại một thời đại hắn biết đây là ý vị như thế nào đây không chỉ là cái này đến cái khác thời đại trôi qua mà là cái này đến cái khác kỷ nguyên đi qua lý thất giả dạ nhẹ nhàng nhấp một cái rượu ngon nói ra nên tới đích thật là phải tới những người khác ta là không biết nhưng là ngươi là tuyệt đối có thể nhìn thấy một ngày này nhìn xem một ngày này đến ta còn có bao nhiêu thời gian đâu bạch cốt đảo chủ không khỏi cười khổ một cái nói ra lý thất giả uống một ngụm rượu ngon nhìn xem bạch cốt đảo chủ nói ra lấy cá nhân ta suy đoán một thế này có chút khó nhưng thế sau chắc chắn sẽ tiến đến nếu như nói một thế này đều sẽ tiến đến vậy khẳng định là có một phương đầu tiên lấy được đột phá cụ thể là cốt hải hay là đại tuyền qua lại là thần thủ lĩnh vậy liền khó mà nói lý thất dạ lời này để bạch cốt đảo chủ không khỏi bắt đầu trầm mặt, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không một ngày này cuối cùng sẽ tới còn hắn vậy mà có thể nhìn thấy một ngày này đến đây đối với hắn tới nói thật đúng là không biết là một chuyện tốt hay là một chuyện xấu ngươi sầu cái gì lý thất dạ nhìn bạch cốt đảo chủ một chút cười nói ra ta không cần đi nhìn ngươi mò được bảo vật ta đều biết ngươi có bao nhiêu thu hoạch nói câu không dễ nghe lấy ngươi lần này mò được chỗ tốt ngươi chính mình lại cố gắng một chút nói không chừng liền có thể rời đi nơi này thật đến ngày đó vậy liền thật là trời cao biển rộng có lẽ đi bạch cốt đảo chủ cũng không khỏi lầm bầm nói ra thật có thể rời đi nơi này đây cũng là một chuyện tốt rời đi cái địa phương quỷ quái này có lẽ sao cái gì đều mạnh đi chí ít không cần cả ngày nơm nớp lo sợ nói đến đây hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng Ngươi muốn rời đi. Nhìn xem bạch cốt đảo chủ, lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Bạch cốt đảo chủ cười hì hì nói ra, đại nhân muốn chiêu tiểu đệ sao? Đại nhân cảm thấy ta thế nào đâu? Có phải hay không rất thích hợp cho đại nhân ngươi chân chạy cái gì? Được rồi. Lý thất dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, tạm thời không nói ngươi có thể hay không rời đi. Coi như ngươi có thể rời đi. Ngươi bỏ được sao? chỉ sợ cũng chưa chắc. Lý thất dạ lời như vậy, lập tức để bạch cốt đảo chủ trầm mặt một chút, đến hắn dạng này cấp bậc, có thể chân chính cùng hắn đối thoại người đó là ít càng thêm ít. Lý thất dạ loại tồn tại này đương nhiên là bên trong một cái. đúng nha, bỏ được trời đi sao? Bạch cốt đảo chủ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, năm đó bị bất tử tiểu tử hố, ta mơ ước lớn nhất liền là rời đi cái địa phương quỷ quái này. nhưng tại khối này thiên địa. Ta một đâm rễ liền là lâu như thế. Ta cũng không biết, ngoại trừ nơi này, ta còn có thể đi nơi nào. Coi như cái địa phương quỷ quái này để cho người ta có đủ loại không như ý, nhưng ta vẫn là có chút ưa thích cái địa phương quỷ quái này. Có lẽ, ta xuất thân từ nơi này, nhất định cắm rễ ở nơi này đi. Sinh ta chi địa, nuôi ta chi địa. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, nói ra, hoàn toàn chính xác bao nhiêu người là yêu quý khối này thổ địa đâu bao nhiêu nhân vật không tầm thường biết rõ thiên linh giới một chỗ như vậy cuối cùng cũng có một ngày sẽ đại tai nạn tiến đến nhưng là biết rõ như thế lại như cũ cắm rễ ở nơi này đây là đối mảnh đất này yêu quý thâm trầm yêu quý có lẽ có một ngày ta cũng sẽ chết tại cái địa phương quỷ quái này đi sinh tại đây chôn tại đây kết cục như vậy cũng không tính là quá mức thê thảm Bạch Cốt đảo chủ không khỏi vừa cười vừa nói, nói đến đây, hắn đều có chút nhận mệnh. Chương 1405, Bạch Cốt đảo chủ lựa chọn. Lý Thất già không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đừng bảo là quá tuyệt vọng, không cần quá bi quan. Cái thế giới này còn có hy vọng, bao nhiêu tiên hiền cắm rễ ở đây, vẫn là có hy vọng. Thủ tổ cũng tốt, hải thần cũng tốt cũng không phải là tất cả mọi người từ bỏ bọn hắn cũng từng cố gắng qua chỉ bất quá không đến ngày đó thế nhân không nhìn thấy cố gắng của bọn hắn mà thôi đại nhân ý tứ bạch cốt đảo chủ không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút nói ra nếu như ngươi có thể nhìn thấy ngày đó đến ngươi liền sẽ rõ ràng lý thất dạ cảm khái nói một tiếng nói ra có một số việc đích thật là bất đắc dĩ đích thật là cần làm ra lựa chọn thụ tổ là như thế, hải thần là như thế, có lẽ, bọn hắn đã từng thỏa hiệp qua, nhưng, không thể phủ nhận, bọn họ đều là cố gắng qua, mặc kệ có thành công hay không, chí ít, có không ít hải thần, không ít thụ tổ cũng không buông tha cái thế giới này, cũng không có từ bỏ con cháu của bọn họ. Bạch cốt đảo chủ không khỏi bắt đầu trầm mặt, qua một hồi lâu mới nói ra, chỉ sợ hải thần, thụ tổ cũng không nhất định có thể thay đổi cái gì. Chí ít, có hy vọng là chuyện tốt tích các thành tháp đây đã là rất không tệ bắt đầu lý thất dạ nhàn nhạt nói ra nếu như nói thế nhân có một ngày biết chân tướng hoặc là không thể nào hiểu được một chút thỏa hiệp nhưng là lúc có một ngày ngươi có thể đứng ở dạng này độ cao thời điểm ngươi chỉ sợ cũng sẽ làm ra thỏa hiệp đây là chuyện rất bình thường dù sao vạn cổ đến nay không phải ai đều có thể có thể từ bỏ hết thảy không tiếc bất cứ giá nào buông tay làm lớn một trận trên thế gian chắc chắn sẽ có một ít gì đó sẽ câu thúc ngươi, để ngươi không thể không dừng lại bộ pháp. Nói đến đây, Lý thất dạ cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đúng nha, vạn cổ đến nay, lại có mấy người có thể giống đại nhân kiên trì như vậy không ngừng, đi thẳng xuống dưới đâu. Bạch cốt đảo chủ cũng không khỏi cảm khái nói ra. Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không có vĩ đại như vậy, trên thực tế, có chút làm ra thỏa hiệp người có lẽ càng vĩ đại, bởi vì bọn hắn không phải là vì mình làm ra thỏa hiệp, bọn hắn là vì hậu thế, vì mình chủng tộc. Ta là từ trước tới giờ không thỏa hiệp, cũng không phải là ta vĩ đại, càng phải nói ta là tự tư. Cái này cũng vì cái gì thế gian người người đều nói ta là giết người ma vương. Bạch Cốt Đảo chủ trầm mặt, hắn cũng phát nhưng biết, vạn cổ đến nay, mặc kệ ai cản âm nha con đường, đều sẽ bị giết không tha, thù tộc cũng tốt hãy yêu cũng được liền xem như nhân tộc dám cản con đường của hắn hắn cũng giống vậy giết không tha tại cửu giới bên trong từng có người xưng hắn là chú cứu thế có người cho là hắn là cửu giới thủ hộ giả nhưng biết hắn người càng nhiều là cho là hắn là phía sau màn hắc thủ giết người ma vương mặc dù đại nhân đã từng máu chảy thành sông nhưng là cho tới nay đại nhân làm cửu giới làm ra càng nhiều cống hiến trên thực tế đại nhân cũng một mực thủ hộ lấy cửu giới. Bạch cốt đảo chủ từ đấy lòng nói. Lý thất giả tùy ý nói ra, không quan trọng, chủ cứu thế cũng tốt, giết người ma vương cũng được, đây đều là không quan hệ quan trọng, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Đại nhân rộng rãi. Bạch cốt đảo chủ vừa cười vừa nói. Lý thất giả xem xét hắn một chút, nói ra, không cần cho ta lời tân bốc, bất quá, ta nói bạch cốt nha, thật có một ngày như vậy đến, ngươi định làm như thế nào? Đào tẩu, hay là trốn đi, lại hoặc là lưu lại trợ thiên linh giới một thanh chi lực? Bạch cốt đảo chủ không khỏi trầm mặt một chút. Qua một hồi lâu, hắn cười khổ một cái, nói ra, đại nhân, ta chỉ là một con kiến hôi mà thôi, không có ý nghĩa, lập tức liền có thể bị nghiền chết, ngươi cảm thấy ta như vậy sâu kiến có chỗ lợi gì đâu. Thức thời, thế giới có bao xa, liền lăn bao xa đi. Ngươi là sâu kiến. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Cốt Đảo chủ một chút, không khỏi nở nụ cười, nói ra, "Bạch Cốt, ngươi chừng nào thì trở nên như thế tự ti? Nếu như ngươi cũng là sâu kiến, như vậy, thiên hạ tu sĩ là cái gì? Tức vạn chúng sinh là cái gì? Bọn hắn ngay cả sâu kiến đều không phải là, ngay cả trở thành một con kiến hôi tư cách đều không có. Nếu như ngươi là một con kiến hôi. Như vậy, Ngươi dạng này sâu kiến một cái tay liền có thể nghiền chết những cái kia đếm không hết ngay cả sâu kiến đều không phải là tu sĩ. Ngươi cứ nói đi, so với những cái kia ngay cả làm sâu kiến tư cách đều không có thiên hạ chúng sinh, ngươi vẫn là sâu kiến sao? Bạch cốt đảo chủ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, thụ tổ, hải thần bọn hắn đều không thay đổi được cái gì, ta như vậy chỉ là một bộ xương khô, lại có thể thay đổi gì đâu. Thời đại không đồng dạng. Lý thất giả dạ nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói ra, cái thế giới này vẫn là có hy vọng. Mặc dù nói, đến một ngày như vậy, ta có khả năng đã rời đi cái thế giới này, bất quá, ta vẫn là áp một thanh bảo, ta cảm thấy cái thế giới này còn đáng giá cứu một phát, thật đúng là có mấy phần hy vọng, ngươi nói đúng không? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Bạch Cốt Đảo chủ, cười cười. Lý Thất Dạ nếu như vậy để Bạch Cốt Đảo chủ không khỏi vì đó chấn động một đôi mắt trợn trừng lên hắn không khỏi nhìn xem lý thất dạ vì đó ngạc nhiên nói ra đại nhân muốn xuất thủ cứu giúp sao không lý thất dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra ta ở cái thế giới này không có khả năng dừng lại quá lâu không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ rời đi cửu giới đến một ngày như vậy cửu giới là cửu giới ta là ta bất quá ta trợ một chút sức lực thuận tiện chưa chút chuẩn bị ở sau nói đến đây Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, về phần tương lai như thế nào, liền muốn nhìn Mị Linh, Hải Yêu, Thù tộc cố gắng, Thiên Linh giới vận mệnh, cuối cùng vẫn nắm giữ tại Thiên Linh giới trong tay, ta chỉ là giúp một cái chuyện nhỏ mà thôi. Bạch Cốt Đảo chủ trong nội tâm không khỏi chấn động theo, hắn cảm xúc trong lúc nhất thời cũng vì đó chập trùng, mặc dù Lý Thất Dạ rất phong khinh vân đạm nói giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng là, hắn biết rõ lý thất dạ lưu lại chuẩn bị ở sau tuyệt đối không có đơn giản như vậy vậy ngươi có như thế nào dự định đâu lý thất dạ nhìn xem bạch cốt đảo chủ vừa cười vừa nói ta cũng không biết cuối cùng bạch cốt đảo chủ cười khổ một cái nói ra đối với thế nhân tới nói ta có lẽ rất mạnh nhưng là ta chính mình biết cốt hải muốn nghiền chết ta cũng không phải là việc khó gì thậm chí có thể nói đây chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi ta cũng không có nghĩ tới ngươi tham chiến cái gì, thật sự có một ngày như vậy, ngươi cũng có thể giải thoát rồi. Ngươi muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Lý thất dạ nhàn nhạt nói ra, thật có một ngày như vậy, ngươi làm một chút những chuyện khác, đó cũng là không sai, nói thí dụ như, chân chạy, thấu gió lùa khí cái gì, đây cũng là không sai. Bạch cốt đảo chủ không khỏi vì đó trầm mặt, thật sự có một ngày như vậy đến, hắn biết mình sẽ đối mặt lấy như thế nào tồn tại, hắn biết cái này sẽ đối mặt lấy cái gì đáng tiếc kết cục đương nhiên ta cũng không miễn cưỡng ngươi lý thất giả cười nói ra mỗi người đều có con đường của mình mỗi người đều có sứ mạng của mình mỗi người đều có trách nhiệm của mình còn ngươi muốn làm thế nào ngươi muốn làm chút gì cái này hoàn toàn là ở chỗ của cá nhân ngươi lựa chọn ta lần này đến chỉ là muốn đem cái này tin tức nói cho ngươi mà thôi sau khi nói xong lý thất giả đứng lên cũng không có nói thêm gì nữa quay người rời đi lý thất dạ rời đi về sau bạch cốt đảo chủ ngồi tại trên ghế nằm nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm thật lâu ngẩn người qua cực kỳ lâu về sau hắn có chút thất thần lầm bầm nói ra đại tai nạn nha ta nên làm chút gì đâu là rời đi hay là lưu lại trong lúc nhất thời hắn đều có chút mê man đối với hắn mà nói chỉ cần có chút điểm lý trí thật sự có một ngày như vậy đến vậy liền chạy nhanh đi đi được càng xa càng tốt. Nhưng là, có một số việc, không cách nào dùng lý trí để cân nhắc, liền lấy hắn chính mình tới nói, hắn bỏ được rời đi mảnh đất này sao? Chỉ sợ hắn là không nở, hắn yêu quý mảnh đất này. Lý thất dạ không có ép buộc hắn làm cái gì, hắn chỉ là đem tin tức nói cho hắn biết mà thôi. Đổi lại là trước kia, chỉ sợ có cơ hội, hắn thật sẽ rời đi, trốn được xa xa, hiện tại, để hắn không khỏi có chút do dự không khỏi vì đó dao động. Lý thất dạ rời đi bạch cốt đảo. Hắn tiến về thần chỉ châu. Hắn cùng Tô Ung Hoàng ước định, tại thần chỉ châu gặp nhau. Đương nhiên, Lý thất dạ tiến về thần chỉ châu, cái này cũng không hoàn toàn là vì cùng Tô Ung Hoàng gặp nhau. Hắn lần này đi thần chỉ châu là muốn giải quyết xong một việc, tại thần chỉ châu thần thụ lĩnh, ở nơi đó có vật hắn muốn. Thần chỉ châu, có thể nói là thiên linh giới một cái kỳ tích, nó cũng là toàn bộ thiên linh giới lớn nhất lục địa. Toàn bộ thiên linh giới, khắp nơi đều là ung dương đại hải, lục địa cực kỳ hiếm thấy. Thần chỉ châu liền là một cái hoàn toàn không giống địa phương. Nơi này có rộng lớn vô cùng đại địa, thậm chí thần chỉ châu rộng, để rất nhiều người đều nói không rõ ràng. Tại thiên linh giới, đã từng có người từng nói như vậy, chỉ bằng một cái thần chỉ châu, chỉ sợ có thể dung nạp toàn bộ thiên linh giới sinh linh, mặc dù chật chội một điểm, nhưng là, thần chỉ châu tuyệt đối là có thể chứa đựng được. Đối với tất đất như tất kim thiên linh giới tới nói, thần chỉ châu dạng này một khối to lớn vô cùng đại lục, ấn đạo lý tới nói, nơi này hẳn là khói lửa cường thịnh, phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi đều là bóng người mới đúng. Nhưng mà, trên thực tế cũng không phải là như thế, toàn bộ rộng lớn vô cùng thần chỉ châu, người ở thư thất đến mười phần đáng thương, thậm chí có đôi khi đến trăm vạn dặm đại địa không nhìn thấy một bóng người thần chỉ châu rộng lớn như vậy đại địa ấn đạo lý tới nói hẳn là có vô số phạm nhân hoặc tu sĩ ở lại mới đúng nhưng là thiên linh giới tu sĩ thậm chí là phạm nhân bọn hắn tình nguyện ở lại uông dương đại hải tình nguyện ở tại đáy biển bọn hắn cũng không nguyện ý ở tại thần chỉ châu về phần tại sao thiên hạ tu sĩ thậm chí phạm nhân không nguyện ý ở lại thần chỉ châu nguyên nhân này rất nhiều người đều nói không rõ ràng có người nói thần chỉ châu ở lại có ác ma cũng có người nói, thần chỉ châu người sống đều là đoạn mệnh, tuổi thọ so địa phương khác muốn ngắn rất nhiều rất nhiều, cũng có người nói, thần chỉ châu bị trấn áp, không thích hợp thiên hạ sinh linh ở nơi này. Có lẽ chính là bởi vì những này nguyên nhân không muốn người biết, thần chỉ châu một mực là người ở thư thất. Tự như tên của nó, ngay cả thần đều dừng bước địa phương, còn có ai nguyện ý ở tại nơi này dạng một chỗ đâu. Đương nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ. Mặc dù người trong thiên hạ cũng không nguyện ý lưu tại thần chỉ châu, nhưng cũng có một chút môn phái hoặc truyền thừa hết lần này tới lần khác muốn xây ở thần chỉ châu. Nói thí dụ như Bất Tử môn, lại nói thí dụ như Cổ Linh Nguyên. Chương 1406, Thần Chỉ Châu. Lý Thất Dạ mở ra đạo môn, vượt qua hư không, đi tới thần chỉ châu đạp vào thần chỉ châu thổ địa, hắn liền lập tức cảm nhận được một cổ mênh mang khí tức đập vào mặt. Thần chỉ châu cực ít sinh linh ở lại, phàm nhân, tu sĩ cũng không nguyện ý ở lại đây. Nhưng là, nếu như ngươi cho rằng thần chỉ châu là thê lương càng cỗi, cái kia chính là mười phần sai. Trên thực tế, thần chỉ châu không có chút nào thê lương, không có chút nào càng cỗi, tương phản chính là, thần chỉ châu được xưng tụng là đất rộng của nhiều, đất đai màu mỡ. Có thể nói như vậy. Thiên linh giới vô số linh thảo tiên dược tuyệt đại đa số đều là xuất từ thần Chỉ Châu, trên thực tế, thần Chỉ Châu cũng là thiên linh giới thịnh sinh linh có tiên dược, thần kim bảo khoáng địa phương. Đứng tại thần Chỉ Châu thổ địa bên trên nhìn lại, chỉ gặp chính là cổ thụ che trời, ưng bay hưu chạy, vừa nhìn liền biết một mảnh sinh cơ bừng bừng đại địa, lại có ai có thể tưởng tượng rất nhiều phàm nhân, tu sĩ tình nguyện ở tại trong biển, cũng không nguyện ý ở đây đứng tại thần chỉ châu thổ địa bên trên, một cổ bàn bạc dư thừa mênh mang khí tức đập vào mặt, tự hồ. Từ khi khai thiên tích địa một khắc kia trở đi, đã trải qua vô số tuế nguyệt, đã trải qua vô số thời gian, thần chỉ châu đều không có bị phá hư qua, đều không có bị khai phát qua, loại cảm giác này, tại cái khác địa phương không cách nào cảm nhận được. Coi như những địa phương khác, chính là cổ thụ che trời, chính là có mênh mang khí tức, thậm chí là thiên địa tinh khí nồng đậm, nhưng là đều không có thần chỉ châu loại khí tức này, một loại mười phần nguyên thủy khí tức, tự hồ, từ thương cổ thời đại bắt đầu, thần chỉ châu vẫn duy trì nguyên trạng. Thật sự là một nơi tốt. Lý thất giả dạ hành tẩu tại thần chỉ châu bên trong, không khỏi lầm bầm nói ra, như thế một khối có thể dưỡng dục thiên địa vạn linh đại địa, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hoang phế đến tận đây, thật sự là thật là đáng tiếc. Không chỉ là lý thất giả dạ nói như thế, trên thực tế, có rất nhiều người lựa chọn ở chỗ này cắm rễ, cuối cùng, một ngày nào đó vẫn là sẽ rời xa thần chỉ châu. Liền xem như tiên đế cũng sẽ không tại thần chỉ châu thành lập mình môn phái, duy nhất ngoài lệ là bất tử tiên đế. Về phần tại sao tu sĩ không nguyện ý ở tại thần chỉ châu, có rất nhiều thuyết pháp. Có một loại tương đối để cho người ta tiếp nhận thuyết pháp là như vậy. Thần chỉ châu nhận lấy trấn áp, bất luận là thế nào người đến, tại thần chỉ châu đều sẽ nhận áp chế. Nói thí dụ như, ngươi là một vị đại hiền, đi vào thần chỉ châu về sau đạo hành của ngươi đều sẽ nhận cường đại áp chế, thực lực của ngươi sẽ bị áp chế đến thánh hoàng thậm chí là thấp hơn cấp độ. Đi vào thần chỉ châu, người khác nhau nhận áp chế cũng không giống nhau, thậm chí có một ít người là không nhận thần chỉ châu áp chế ảnh hưởng. Đương nhiên, loại này không nhận thần chỉ châu áp chế ảnh hưởng người là ít càng thêm ít. Thậm chí có thể nói là lát đác không có mấy. Cũng chính bởi vì nhận dạng này áp chế, truyền ngôn nói, tại thần chỉ châu tu luyện, lại so với những địa phương khác chậm rất nhiều rất nhiều. Nói thí dụ như, ngươi tại Bích Dương Hải, 10 năm liền có thể tu luyện một cái cấp độ, như vậy, đi tới thần chỉ châu, ngươi có thể là mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm mới có thể tu luyện một cái cấp độ. Cũng chính bởi vì dạng này, mọi người đều biết thần chỉ châu là một cái nơi tốt, nhưng không ai có thể giải quyết áp chế vấn đề, cho nên bất kỳ cái gì tu sĩ cũng không nguyện ý lưu tại thần Chỉ Châu. Lý thất giả vừa bước lên thần Chỉ Châu bùn đất, cũng là nghe được, ông, một tiếng, hắn vị trí hiện lên quan mang nhàn nhạt, có một cổ không biết từ đâu mà đến lực lượng muốn áp chế hắn. Nhưng là, lý thất giả 13 mệnh cung hơi nhúc nhích một chút, vốn là hiển hiện, hiện nhàn nhạt quan mang lập tức biến mất, muốn áp chế hắn vô danh lực lượng cũng theo đó từ từ tiêu tán. Đối với lý thất giả mà nói, thần chỉ châu đối với không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn có được 13 cái mệnh cung, có thể vượt qua hết thảy. Trên thực tế, coi như lý thất dạ không có được 13 cái mệnh cung. Hắn cũng giống vậy có thể thoát khỏi thần chỉ châu áp chế, bởi vì hắn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã sớm nghiên cứu ra thần chỉ châu huyền diệu. Lý thất dạ hành tẩu tại thần chỉ châu phía trên, hắn hành tẩu không phải rất nhanh, một bước một cái dấu chân, tự hồ là đang đi bộ nhàn nhã. Tại Lý Thất Giả bước vào thần chỉ châu không bao lâu, mệnh cung của hắn có phản ứng, Lý Thất Giả mở ra mệnh cung, thả ra Nhất Dương Đằng, xâm tổ bọn chúng. Nhất Dương Đằng, xâm tổ bọn chúng sau khi đi ra, cũng không khỏi vì đó hưng phấn vô cùng, cũng vì đó vui sướng nhún nhảy. Thật sự là một nơi tốt, nơi này, tuyệt đối là chúng ta những linh dược này tiên thảo nhạc địa. Nhất Dương Đằng cũng không khỏi reo hò một tiếng, hết sức hưng phấn. Đúng nha, chỗ như vậy, để cho ta cắm rễ đều nguyện ý, dạng này một khối bảo địa, nếu là có thể đoạt nó thiên địa tạo hóa, cái kia chính là một cái không tầm thường cơ duyên. Sâm tổ cũng là hưng phấn vô cùng nói ra. Đối với dạng này, lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, nơi này thật là một khối bảo địa, nơi này cũng là có thiên địa đại tạo hóa, đáng tiếc, không tới phiên các ngươi. Lui một vạn bước tới nói. Coi như các ngươi cắm rễ ở chỗ này, rốt cục có một ngày, các ngươi có thể phát triển đến loại kia làm cho không người nào có thể địch nổi trình độ, nhưng là các ngươi cũng chỉ bất quá là vì người làm áo cưới mà thôi. Đây là một khối bảo địa tại rất cổ lão thời đại lên, liền đã có chủ nhân. Lý Thất Giả ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn qua mênh mang đại địa, nhìn qua sinh cơ bừng bừng rừng rậm, nói ra, ai có thể tới tranh cái này một khối đại địa đâu? Nếu như các ngươi ở chỗ này trưởng thành, cường đại về sau, đối với khối này đại địa tới nói cũng chỉ bất quá là thuốc bổ mà thôi. Thật sao? Binh vệ thụ bọn chúng nghe được lời như vậy, không phải mười phần tin tưởng, trong lúc nhất thời, binh vệ thụ, sâm tổ, nhất dương đằng. Bọn chúng đều nhao nhao cắm rễ ở trên bùn đất, trong lúc nhất thời, bọn chúng trên thân đều hiện lên quan mang, cùng thi triển thần thông. Thật kỳ quái! Binh vệ thụ cắm rễ ở bên trong lòng đất, nói ra, ta là kéo không đồng này đại địa dãy núi, giống như cái này đại địa dãy núi đều mọc trễ. Ta cũng là như thế, rút ra không được cái này đại địa thiên địa tinh khí, chỉ có thể là tế thủy trường lưu, hoàn toàn không cách nào thôn tính. Tự hồ, cái này đại địa bị khóa định. Nhất Dương Đằng cũng không khỏi nói ra. Thật sự là một khối kỳ quái đại địa, nó không giống như là đại địa, vô cùng vô tận, ta cắm rễ không đến cuối cùng, thật là rộng lớn, mà lại, cái này bùng đất quá mau mở phì nhiêu đến để cho người ta không thể tin được. Cái này hoàn toàn không giống như là bùn đất, giống như là thứ gì lưu lại. Tiên thương thực dược cũng không khỏi nói ra. Trong lúc nhất thời, những này tiên dược đều mồm năm miệng mười thảo luận, nếu có người có thể nhìn thấy dạng này một đoàn tiên dược tại lao nhau thảo luận. Vậy nhất định sẽ miệng há thật lớn, ngay cả cái cầm rơi trên mặt đất đều hồn nhiên không biết. Mặc kệ là nhất dương đằng, hay là binh vệ thụ, lại hoặc là xâm tổ bọn chúng, bọn chúng đều là tiên dược cấp bậc tồn tại, bọn chúng bản thân liền là thập phần cường đại, nhưng là, bọn chúng đối với thần chỉ châu cũng là mảy may biện pháp đều không có, hoàn toàn là không thể làm gì. Dạng này một khối thổ địa, đừng bảo là ta, chỉ sợ liền xem như chân tiên dược, cũng yên nguyên không có cách, cũng giống vậy là không thể làm sao. Trừ phi là làm lâu dài dự định, đến cái tế thủy trường lưu. Cái này đến cái khác kỷ nguyên cắm rễ nơi này, không phải, ai cũng cầm khối này thổ địa không có cách nào. Cuối cùng Nhất Dương đằng ra kết luận nói. Cái khác tiên dược đều nhau nhau gật đầu, đồng ý Nhất Dương đằng thuyết pháp. Công tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc này Sâm Tổ cũng nhìn không được hỏi Lý Thất Giả nói ra. Lý Thất Giả tùy ý nở nụ cười, nói ra, khó là chuyện gì xảy ra, đơn giản là khối này thổ địa chính là có chủ chi vật, tự như vừa rồi nói, coi như người có thế ở chỗ này cắm rễ sinh trưởng đến cho dù tốt sinh trưởng đến cường đại tới đâu cuối cùng cũng chỉ bất quá là vì người khác làm áo cưới mà thôi dạng này một khối thổ địa rộng lớn như vậy dãy núi như rồng mỗi một đầu chân núi càng là kéo dài hơn vạn dặm có thế hoàn toàn có được dạng này một khối thổ địa chỉ sợ là chân tiên dược đều làm không được đi binh vệ thụ đo đặt một chút bùn đất giật mình nói ra từ khối này thổ địa đến xem có thể như thế khống chế khối này thổ địa, hẳn là cùng chúng ta đồng loại, hoặc là nói là thực vật một loại. Nó thật là có thể khống chế khối này thổ địa, đó là kinh khủng cỡ nào, xa xa tại chân tiên dược phía trên. Dạng này tiên dược, hoặc là nói, dạng này cây cối, chưa từng có nghe nói qua. Binh vệ thụ trải qua một phen suy tính, không khỏi mười phần hoảng sợ nói ra. Các ngươi chưa từng nghe qua, cái này cũng không đại biểu không có lý thất dạ cười cười nói ra thế giới chi lớn không thiếu cái lạ thậm chí có rất nhiều sự tình là xa xa vượt qua tưởng tượng của các ngươi nói đến đây lý thất dạ không khỏi nhìn qua nơi xa chậm rãi nói ra từ dược lý góc độ tới nói hoặc là nói từ luyện đang góc độ tới nói chân tiên dược có lẽ có thể được xưng là các ngươi loại sinh linh tầng cao nhất nó là kim tự tháp đỉnh tim nhưng là từ càng rộng nghĩa góc độ tới nói vậy liền không đồng dạng chân tiên dược phía trên sâm tổ cũng không khỏi ngẩn ngơ nói ra đó là vật gì thế gian có vật như vậy sao có lý thất giả dạ cười cười nói ra bất luận là từ đan thảo góc độ mà nói hay là từ thực vật góc độ mà nói đều có nếu như nói tại cửu giới chân tiên dược là đứng đầu nhất cửu giới bên ngoài vậy liền không nhất định quản chi là từ đan thảo dược lý bên trên góc độ đi lên độ hoàn toàn có thể nói như vậy vậy trong này đâu long tàm trùng hồn thảo không khỏi hỏi nơi này không phải linh dược đan thảo nơi này là cự vô phách lý thất giả cười nói ra nó là vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi mười phần tuyên cổ tồn tại tuyên cổ đến khó tại ngược dòng tìm hiểu nói đến đây lý thất giả nhìn qua rất xa xôi chỗ thật xa tại thần chỉ châu chỗ sâu nhất cất giấu có quá nhiều bí mật không muốn người biết từ chúng ta tiên dược đan thảo góc độ tới nói thật sự có cường đại như vậy tồn tại, nếu là có thể đoạt nó tạo hóa, vậy đơn giản chính là có thể trường sinh bất lão nha. Sâm Tổ không khỏi suy tính nói, trường sinh bất lão, chỉ sợ là rất khó. Lý Thất già cười nói ra, bất quá, thật có thể đạt được loại vật này, cái kia đích thật là có thể khiến người ta sống thật lâu. Nhưng đồ vật trong này là không có được, liền xem như tiên đế đều không được. Nếu như nói, phiến thiên địa này đại tạo hóa có thể đoạt tới, lý thất dạ đã sớm động thủ, cũng là bởi vì nơi này không cách nào đoạt tới, cho nên, lý thất dạ mới không có đi đoạt. Chương 1407, gặp lại tư mã ngọc kiếm. Ngay tại lý thất dạ bước vào thần chỉ châu thời điểm, thiên linh giới truyền ra một cái nổ thiên linh giới đều lay động tin tức. Thiên tiên lâu nhập thế, Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thế. Một tin tức truyền tới, tại thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ thiên linh giới, toàn bộ thiên linh giới bị tin tức như vậy nổ đều phản ứng không kịp. Thật hay giả? Vừa nghe đến tin tức như vậy, thiên linh giới rất nhiều đại nhân vật đều bị tạc đến choáng váng, lay động, không thể tin được như vậy, chỉ sợ là thật, tin tức này là từ thiên tiên lâu tự mình truyền tới. Có người rất nhanh xác định tin tức, đạt được 10 phần quyền uy hồi phục. Khi tin tức kia vừa truyền ra đi thời điểm, có người liền lập tức đi bái phỏng thiên tiên lâu. Trích nguyệt tiên tử thật xuất thế, ta là tận mắt thấy. Có đại nhân vật sau khi trở về, lời thề son sắc nói. Trên thực tế, khẳng định tin tức này đại nhân vật xa không lên một hai cái, từng có người lời thề son sắc nói, bọn hắn đi bái phỏng thiên tiên lâu thời điểm, đã từng nhìn thấy một nữ tử đứng tại trăng tròn phía dưới, nàng đứng ở nơi đó, như lên thế giới chi đỉnh có phi tiên mà đi tư thái. Mặc dù không có người có thể thấy rõ ràng trích nguyệt tiên tử bộ dáng, nhưng là, rất nhiều người đều bị một màn này chấn nhiếp, thậm chí có người nói, ngay cả thần hoàng xa xa thấy được, đều muốn vì đó phục bái, vô cùng kính sợ. Trích nguyệt tiên tử nha, khi tin tức kia đạt được xác định về sau, rất nhiều người đều thất thần, thậm chí ngay cả đang ngủ say lão quái vật đều bị dọa đến mở hai mắt ra. Thiên linh giới, là nơi ngọa hổ tàng long, tại một thế này nhất định lấy sáng chói, ở thời điểm này, có không ít lão tổ thậm chí là trong ngủ mê lão quái vật đều chịu đựng không được dụ hoặc. Nghĩ leo ra xuất thế. Nhưng là, nghe tới trích nguyệt tiên tử xuất thế thời điểm, dọa đến rất nhiều lão tổ đánh rung một cái, một chút nghĩ bò ra tới lão quái vật rung mình một cái, lại bò lên trở về, không nguyện ý lại xuất thế lần nữa. Ngay cả trích nguyệt tiên tử đều xuất thế có đã từng bị phủ bụi lão tổ nghe được tin tức như vậy không khỏi thật lâu thất thần thì thào nói tại đương thời hoặc là tại gần mấy cái thời đại rất nhiều tu sĩ không biết trích nguyệt tiên tử nhưng là đã từng cách trích nguyệt tiên tử thời đại rất gần hoặc là cùng trích nguyệt tiên tử cùng một cái thời đại lão tổ bọn hắn biết trích nguyệt tiên tử ý vị như thế nào ngay cả ẩn thế không ra trích nguyệt tiên tử đều xuất thế rất nhiều phủ bụi lão tổ thật lâu thất thần không xong một thế này tuyệt đối có đại sự phát sinh có lão tổ kịp phản ứng run rẩy một chút không còn dám đi thêm nghỉ co đầu rút cổ không nguyện ý lại chạy đến loạn đi dạo cái này thế đạo là thế nào một thế này đến tột cùng là có cái gì không giống chứ có rất nhiều đại nhân vật nghe được trích nguyệt tiên tử xuất thế về sau liền làm không rõ ràng có đại nhân vật nói ra đầu tiên là mộng trấn thiên xuất thế hiện tại lại là trích nguyệt tiên tử xuất thế về sau còn có thác đại xuất thế sao mộng trấn thiên xuất thế còn có thể lý giải dù sao hắn đời trước là vì đạp không tiên đế mới thác đại một thế này thật sự là hắn là có giả tâm tranh thiên mệnh nhưng là trích nguyệt tiên tử đâu thật làm không rõ ràng nàng đã sớm lánh đời vẫn luôn không có xuất thế hiện tại đột nhiên xuất thế một điểm dấu hiệu đều không có cũng có người dám đến hết sức kỳ quái nói ra trích nguyệt tiên tử không tính thác đại nàng là thuộc về lánh đời có sống thật lâu lão tổ biết càng nhiều đồ vật nói ra nếu là nàng là thác đại đã sớm xuất thế tranh thiên mệnh một khi nàng xuất thế tranh thiên mệnh lại có ai có thể giành được qua nàng đâu nàng vì cái gì một thế này xuất thế đâu nàng tại sao phải tuyển tại một thế này đâu hoàn toàn làm không rõ ràng có phong trần lão tổ ý thức được trích nguyệt tiên tử xuất thế tất có nguyên nhân nàng cũng không phải là vì tranh thiên mệnh mà đến nhưng là như vậy nàng đến tột cùng vì cái gì mà xuất thế trong này bí mật không có ai biết không ai có thể tham tường một thế này không cho chúng ta thế hệ trẻ tuổi sống mộng trấn thiên xuất thế cái này cũng đã làm cho chúng ta tuyệt vọng trích nguyệt tiên tử cũng chạy đến đây là muốn cho chúng ta tự sát sao nghe được trích nguyệt tiên tử xuất thế không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi cường giả thiên tài là kêu trời kêu đất mộng trấn thiên xuất thế tất cả mọi người không khỏi chi tuyệt vọng hiện tại trích nguyệt tiên tử vừa xuất thế đây quả thực là có thể cho rất nhiều người đi nhảy lầu tự sát nếu là trích nguyệt tiên tử cũng là vì thiên mệnh mà đến đến tột cùng ai mới là vô địch đây ai mới có thể trở thành tiên đế đây mộng trấn thiên hay là trích nguyệt tiên tử nghe được tin tức như vậy cũng có người vì đó hưng phấn suy đoán nói ha ha mộng trấn thiên gặp được đối thủ một thế này hắn muốn trở thành tiên đế không có dễ dàng như vậy có trích nguyệt tiên tử tại chỉ sợ mộng trấn thiên ngủ được không an lòng nghe được tin tức như vậy cũng có một số người nhìn có chút hả hê nói ra đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy đặc biệt là biết trích nguyệt tiên tử cường đại lão tổ lắc đầu thở dài nói ra nếu như nói trích nguyệt tiên tử thật là vì thiên mệnh mà đến một thế này chỉ sợ không có mộng trấn thiên chuyện gì trích nguyệt tiên tử vừa ra Ai có thế địch, liền xem như Hoành Kích Tiên Đế tồn tại, đều không nhất định nguyện ý đối địch với Trích Nguyệt Tiên Tử. Trích Nguyệt Tiên Tử địch nhân là Hồng Thiên Nữ Đế. Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thế, nhiễu đến Thiên Linh Giới Mưa Gió toàn thành, toàn bộ Thiên Linh Giới vì đó xôn xao, vô số người thảo luận chuyện này. Liền xem như Mộng Trấn Thiên, vốn là bế quan hắn, vừa nghe đến tin tức này, đều bắt đầu trầm mặt, cuối cùng, Mộng Trấn Thiên trước thời gian xuất quan, phân phó nói ra: chuẩn bị hậu lễ, đi một chuyến thần chỉ châu, nên bái phỏng một chút cổ linh nguyên thời điểm. Thiên linh giới mưa gió chập chờn, Lý Thất Dạ tạm thời còn không có nghe được tin tức, hắn chỉ là hành tẩu tại thần chỉ châu, từng bước một đi tới, một bước một cái dấu chân, nhìn tựa như là đang thưởng thức thần chỉ châu mỹ cảnh. Lý Thất giả đi thật lâu, cuối cùng, hắn dừng bước, xoay người lại, chậm rãi nói ra, "Ra đi, thật sự nếu không đi ra, ta liền tự mình xuất thủ." Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới, một hình bóng lóe lên, một người trong nháy mắt xuất hiện tại cách Lý Thất Dạ cũng không xa địa phương, sát ý tràn ngập. Tư Mã Ngọc Kiếm, đột nhiên xuất hiện người chính là Tư Mã Ngọc Kiếm. Đương Kim Thiên Linh giới tiếng tâm lừng lẫy sát thủ. Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn không có biến, vẫn là sát ý dạt dào, trên người nàng phát ra sát cơ, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, để cho người ta vì đó e ngại. Lý thất dạ nhìn tư mã ngọc kiếm một chút, nhàn nhạt nói ra, thế nào, ngươi còn không hết hy vọng sao? Lần trước ta tha cho ngươi một mạng, đó là có nguyên nhân, lần này cũng không có nghĩa là ta sẽ lại thủ hạ lưu tình. Tư mã ngọc kiếm chỉ là lạnh lùng nhìn xem lý thất dạ, qua một hồi lâu, sát ý lạnh lùng nàng chỉ là lạnh lùng nói ra, ta không phải vì ngươi mà đến. Chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tư mã ngọc kiếm hoàn toàn chính xác không phải vì lý thất dạ mà đến nàng đến thần chỉ châu là có khác nhiệm vụ, chỉ bất quá, nàng đi tới thần chỉ châu về sau, vậy mà phát hiện lý thất dạ cũng tới đến thần chỉ châu. Đối với sát thủ tới nói, sẽ không có lòng hiếu kỳ, dù sao, nàng là sát thủ, ngoại trừ giết người bên ngoài, những chuyện khác nàng hẳn là thờ ơ. Nhưng là, lý thất dạ đột nhiên xuất hiện tại thần chỉ châu, cái này lại tư mã ngọc kiếm không thể không hiếu kỳ, nàng vậy mà nhìn không được cùng lên đến, nàng là muốn nhìn một chút lý thất dạ đến tột cùng là muốn làm gì một lần thất thủ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bế quan hối lỗi lý thất dạ nhìn tư mã ngọc kiếm một chút nở nụ cười nói ra không nghĩ tới ngươi lại chạy ra ngoài sát thủ từ trước tới giờ không đóng cửa làm xe tư mã ngọc kiếm băng lãnh vô tình nói ra tư mã ngọc kiếm cũng không biết tại sao nàng là sát thủ từ khi đi đến con đường này về sau đều không cùng người nói chuyện nhưng là hôm nay nàng là phạm vào sát thủ tối kỵ không chỉ là theo dõi lý thất giả dạ, còn vậy mà cùng lý thất giả dạ đáp lời tư mã ngọc kiếm trong nội tâm cũng có một chút nghi hoặc chỉ bất quá nàng một sát thủ lại thêm nàng lãnh ngạo cá tính quản chi trong nội tâm nàng nghi hoặc không thể nào giải khai nàng cũng sẽ không đi hướng lý thất giả dạ thỉnh giáo cũng sẽ không hướng lý thất giả dạ hỏi thăm như thế đối với tư mã ngọc kiếm lý thất dạ nhẹ gật đầu nói ra sát thủ là từ trong tử vong tích lũy kinh nghiệm chỉ có máu tươi cùng tử vong tẩy lễ mới có thể tiến bộ nói đến đây lý thất dạ nhìn xem tư mã ngọc kiếm cười nói ra đã ngươi là đến ma luyện cũng không phải vì giết ta mà đến đây là vì giết ai mà đến đâu là ai ra giá cao xin ngươi giết người đâu không thể trả lời tư mã ngọc kiếm băng lãnh vô tình cự tuyệt trả lời lý thất dạ vấn đề đối với tư mã ngọc kiếm thái độ lý thất dạ cũng là không quan trọng làm một cái sát thủ nàng không nói cho hắn đó cũng là chuyện đương nhiên nếu như ta có cái kia tâm tư coi như ngươi không nói ta cũng có thể tìm ra đáp án chẳng qua là ở chỗ ta có nguyện ý hay không đi truy cứu mà thôi lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói lý thất dạ lời nói để tư mã ngọc kiếm ánh mắt hơi nhúc nhích một chút nàng cũng không hoài nghi lý thất dạ năng lực trên thực tế, nàng đã biết lý thất dạ cường đại, không phải nàng có thể bằng. Cổ Linh Nguyên Cuối cùng, Tư Mã Ngọc Kiếm trầm mặt một hồi lâu, băng lãnh vô tình nàng rốt cục nói ra mục đích của mình địa. Tư Mã Ngọc Kiếm đem mục đích của mình nói cho Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là cả hai lấy nó nhẹ mà thôi, cùng để Lý Thất Dạ đi truy cứu, không bằng mình chính miệng nói. Bởi vì nàng minh bạch, Lý Thất Dạ thật muốn đi truy cứu, hắn nhất định có thể được đến câu trả lời, nếu quả như thật để Lý Thất Dạ truy cứu, chỉ sợ sẽ để nàng chuyến này nhiệm vụ thất bại. Cũng không phải là ta xem nhẹ ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi là biết nặng nhẹ, ngươi hẳn là minh bạch, đi cổ linh nguyên ám sát người, đây không phải một lựa chọn sáng suốt, ngươi sát thủ chi đạo còn không có đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Nếu như nói, ngươi đủ tư cách chấp chưởng bạn Long kiếm, vậy ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công liền xem như cổ linh uyên ngươi cũng có cơ hội thành công ám sát mục tiêu của ngươi còn ngươi bây giờ sao không được ngươi lần này đi chỉ sợ là chịu chết tuyệt đối sẽ không thành công cổ linh uyên không chỉ cường đại nó còn có thể để ngươi không chỗ ẩn trốn nói đến đây lý thất dạ nghiêm túc lại trịnh trọng nói ra một bước đi nhầm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chương một nghìn bốn trăm linh tám lại gặp dịp tiểu tiểu đối với lý thất dạ lời như vậy tư mã ngọc kiếm cũng không có bao nhiêu phản ứng nàng chỉ là lạnh như băng nói ra sát thủ từ trước tới giờ không sợ tại tử vong tư mã ngọc kiếm lời này cũng nói chính là có đạo lý nếu là e ngại tử vong liền sẽ không đi làm sát thủ sai lý thất giả dạ lắc đầu nói ra sát thủ chuẩn tắc là cái gì một muốn để mình sống sót hai phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi còn sống, mới có thể nói hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến đây, lý thất dạ chậm rãi nói ra, bất kỳ một cái nào sát thủ, tại ám sát một mục tiêu trước đó. Đều muốn làm chu đáo chuẩn bị. Nói thí dụ như, mục tiêu xuất thân, mục tiêu thực lực, mục tiêu tập tính, mục tiêu nhược điểm, vân vân. Chỉ cần biết này biết kia, mới có thể bách chiến bách thắng. Sát thủ, cũng không chỉ vẻn vẹn vì hoàn thành mục tiêu, nếu như vẻn vẹn vì hoàn thành mục tiêu, ngay cả mình đều có thể hy sinh. Như vậy, dạng này sát thủ ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Ngươi chẳng qua là một bộ khôi lỗi mà thôi, một cái công cụ sát nhân. Cái này cùng một sát thủ, tại sát thủ đại đạo bên trên thăm dò bản hoàn tất là tương hổ vi phạm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ Thần Thái lộ ra đoan trang. Hắn nghiêm túc nói ra, cái khác sát thủ đoàn thể, ta không đi đánh giá. Nhưng là, trong mắt của ta, sát thủ sát đạo là một loại tu hành, là một loại thăm dò, thậm chí nó là một loại chiến lược. Cũng không phải là nói, cái này vẹn vẹn giết chết một mục tiêu, hoặc là nói, vì giết chết một mục tiêu mà không tiếc bất cứ giá nào. Tại một sát thủ sát phạt chi đạo đi lên giảng, càng giảng cứu chính là giết chết một mục tiêu, có thể tại toàn bộ chiến lược bên trên đạt tới như thế nào mục tiêu, hoặc là đối với mình một phương này tới nói, giết chết một mục tiêu Tại như thế nào đại giới bên trên mới đáng giá đi chấp hành Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm một chút Nghiêm túc nói ra Đây mới là sát thần dạ đoàn chuẩn tắc Đây cũng là sát thần dạ đoàn Có thể sáng tạo quan huy chiến tích nguyên nhân một trong Lý Thất Dạ lời này Lập tức để Tư Mã Ngọc Kiếm biến sắc Đây không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ Đối với sát thủ luận điệu là quen thuộc như vậy Càng đáng sợ chính là Lý Thất Dạ một thanh nói ra truyền thừa của nàng Tại thiên linh giới, không ai có thể một thanh nói ra truyền thừa của bọn hắn, trừ chính bọn hắn bên ngoài. Nhưng là, hiện tại lý thất giả luận điệu là quen thuộc như vậy. Hơn nữa còn là một thanh nói ra bọn hắn truyền thừa danh tự, cái này lại làm sao không cho băng lãnh vô tình tư mã ngọc kiếm giật nảy cả mình đâu. Lý thất giả luận điệu có thế chưa quen thuộc sao? Sát thần giả đoàn, đây là hắn tự tay sáng tạo, thế gian còn có người so với hắn hiểu rõ hơn quen thuộc hơn sát thần dạ đoàn chuẩn tắc sao. Ta đã làm đầy đủ chuẩn bị. Tư mã ngọc kiếm chỉ là băng lãnh vô tình, bất vi sở động. Trên thực tế, làm một tên sát thủ hợp cách, sẽ không dễ dàng bị người nói đến dao động đạo tâm. Mặc kệ ngươi là ám sát cổ linh nguyên cái gì nhân vật. Lý thất già dạ chỉ là cười cười. Lắc đầu, nói ra, chỉ có thể nói, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ cổ linh nguyên. Ta không biết các ngươi sát thần giả dạ đoàn hiện tại là từ ai đương gia, ta chỉ có thể nói các ngươi đối với cổ linh nguyên nắm giữ còn xa xa không lâu. Bước vào cổ linh nguyên, mang ý nghĩa ngươi rất dễ dàng bạo lộ hành tung của mình. Tại cổ linh nguyên ám sát cổ linh nguyên đệ tử, đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Cổ linh nguyên nó có thế tại thần chỉ châu cắm rễ, ý vị này bọn hắn có ngoại nhân không cách nào tưởng tượng nội tình. Lý thất giả dạ có thể nói là tận tình khuyên bảo. Tư Mã Ngọc kiếm chỉ là băng lãnh vô tình nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lời gì đều không nói, xoay người rời đi. Mặc dù nàng minh bạch cổ linh nguyên cường đại, bất quá, nàng đã tiếp nhận cái này một cọc nhiệm vụ, nàng liền sẽ đem nó hoàn thành, coi như biết rõ không thể làm, nàng cũng giống vậy muốn phản nó hoàn thành. Lại nói, nàng cùng Lý Thất Dạ vốn không quen biết, mà lại, trước đó, Lý Thất Dạ vẫn là nàng ám sát mục tiêu nàng lại thế nào khả năng bị lý thất dạ dăm ba câu nói đến từ bỏ hành động của mình đâu giọt máu này ngươi mang đến lý thất dạ gọi lại tư mã ngọc kiếm lấy ra mình một giọt máu tươi nhàn nhạt nói ra nếu như ngươi có cái gì nguy hiểm có thể tới tìm ta hoặc là thông qua nó đến nói cho ta biết tư mã ngọc kiếm chỉ là lạnh lùng nhìn xem lý thất dạ một câu đều không nói lý thất dạ cũng không quan trọng tư mã ngọc kiếm là thế nào thái độ hắn đem chứa một giọt máu tươi cái bình nhét vào tư mã ngọc kiếm trong tay vì cái gì tư mã ngọc kiếm vẫn là lạnh lùng nói nàng cũng là nghi hoặc không rõ vì cái gì lý thất giả đột nhiên đối với mình tốt như vậy đương nhiên tư mã ngọc kiếm sẽ không nhận lý thất giả thích mình lý thất giả xem xét liền không thiếu nữ nhân người huống chi nàng là một sát thủ lại có ai sẽ thích được một vị sát thủ đương nhiên nàng cũng không cho rằng lý thất dạ có chỗ mưu cầu, đối với sát thủ tới nói, chỉ cần có thể giao nổi tiền, liền có thể giúp ngươi giết người. Bởi vì sát thần dạ đoàn. Lý thất dạ rất bình thản nói ra, cái này đủ. Đổi lại người khác dám đến ám sát hắn, lý thất dạ đã sớm đem nàng giết, chớ nói chi là lại trợ giúp nàng. Bất quá, đối với tư mã ngọc kiếm, lý thất dạ vẫn là võng khai một mặt. Tư mã ngọc kiếm có thế kế thừa sát thần dạ đoạn y bác, nàng chênh lệch chỉ là kinh nghiệm cùng hỏa hầu, nếu như hai cái này nàng đều có thể đạt đến, có một ngày nàng cũng có thể đem sát thần dạ đoàn phát dương quan đại. Năm đó sát thần dạ đoàn vì lý thất dạ lập xuống chiến công hiển hách, bọn hắn một mực ẩn vào phía sau mạng. Ở đời sau, lại có mấy người biết cửu giới có thể nên đón ánh rạng đông có một đám trốn ở trong bóng tối sát thủ có không thể xóa nhòa công lao đâu. Cổ minh thời đại kết thúc về sau, sát thần dạ đoàn thoái ẩn, đối với dạng này công lao hiển hách quân đoàn sát thần dạ đoàn chưa từng có yêu cầu qua cái gì sát thần dạ đoàn sát thủ không phải thoái ẩn về sau làm một phàm nhân chính là tọa hóa lại hoặc là động tại sơn lâm vĩnh viễn không bao giờ xuất thế tại đương thời gặp tư mã ngọc kiếm làm một cái có thể kế thừa sát thần dạ đoàn y bát người nếu là tình huống cho phép hắn cũng sẽ trợ tư mã ngọc kiếm một chút sức lực tư mã ngọc kiếm yên nguyên băng lãnh vô tình Ánh mắt lạnh lùng chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, sau đó không nói lời nào, quay người liền rời đi. Nhưng, Tư Mã Ngọc kiếm đi không bao xa, nàng dừng bước lại, xoay người lại, sau đó lạnh lùng nói ra, "Thiên Tiên lâu trích Nguyệt tiên tử xuất thế, chắc chắn là ngươi kình địch." Nói xong, nàng lúc này mới thân ảnh lóe lên, phiêu nhiên mà đi. Tư Mã Ngọc kiếm đem tin tức này nói cho Lý Thất Dạ nàng chỉ là cho rằng trích nguyệt tiên tử cùng lý thất dạ chắc chắn tranh thiên mệnh. Giống trích nguyệt tiên tử đáng sợ như vậy tồn tại, bất luận là ai tới là địch, đều sẽ kiên kỵ ba phần. Nghe được dạng này một tin tức, lý thất dạ không khỏi bắt đầu trầm mặt, hắn không khỏi nhìn qua địa phương xa xôi, ánh mắt biến là có chút mê ly. Qua hồi lâu sau, lý thất dạ chậm rãi nói ra, nên tới, cuối cùng là phải đến, ai cũng trốn không thoát. Sau khi nói xong, liền tiếp theo tiến lên. Lý thất giả tiếp tục tiến lên, mục đích của hắn hơn là thần thụ lĩnh, bất quá, hắn lần này đi thần thụ lĩnh. Không phải là vì bảo vật gì, chỉ là muốn quan sát một chút. Lý thất giả từng bước một đi hướng thần thụ lĩnh, một bước một cái dấu chân, tự hồ hắn cần nhờ đi bộ đi đến toàn bộ thần chỉ châu. Bất quá, Lý thất giả còn chưa có tới thần thụ lĩnh thời điểm liền gặp cản đường cướp bóc. Trên thực tế, gặp được chuyện như vậy đó là mười phần chuyện bất khả tư nghị. Tại tu sĩ giới, giống cản đường cướp bóc sự tình cũng không nhiều. Nếu như nói, một người nào đó tại thần thụ lĩnh gặp cản đường cướp bóc, vậy thì càng khó tin. Mọi người đều biết, thần chỉ châu chính là người ở thư thất. Chạy đến thần chỉ châu cản đường cướp bóc, cái này có thể cướp được dê béo tỷ lệ so trên đường cướp được một cổ hoàng kim tỷ lệ còn nhỏ bên trên rất nhiều rất nhiều chỉ có đồ đần mới có thể tại thần chỉ châu làm cản đường cướp bóc dạng này hoạt động, nhưng là thế gian hết lần này tới lần khác có dạng này đồ đần. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên thời điểm. Đột nhiên, một cái to lớn thân ảnh từ trên ngọn cây nhảy xuống chặn Lý Thất Dạ đường đi. Cái này ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi người thoạt nhìn như là một cái thụ tộc. Toàn thân nó sinh trưởng nha nha xoa xoa nhánh cây, thân hình cao lớn vô cùng tại trên cành cây có hai khỏa con mắt thật to, thoạt nhìn như là ngưu nhãn. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, từ nơi này qua, lưu lại tiền qua đường. Cái này thụ nhân từ trên ngọn cây nhảy xuống tới, lớn tiếng kêu lên, hắn đem cái này cướp bóc lời kịch nói đến mười phần trượt miệng. Hắn nhất niệm xong cướp bóc lời kịch về sau, định nhãn xem xét lý thất dạ, thoát âm thanh mà ra, nói ra, lý. Ngươi, ngươi, ngươi đem tiền qua đường lưu lại nhìn xem cái này ngăn đón đường đi cướp bóc thụ nhân lý thất dạ không khỏi lộ ra tiếu dung từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt cây này người một lần ngươi 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 nhanh lên đem tiền qua đường lưu lại thụ nhân gặp lý thất dạ đứng ở nơi đó không nói lời nào hắn liền lớn tiếng kêu lên lý thất dạ lộ ra tiếu dung cười nói ra tốt tiểu nha đầu đừng cùng ta giả tiểu nha đầu cái gì tiểu nha đầu cái này thụ nhân nhìn quanh một chút, một bộ mờ mịt bộ dáng, căn bản cũng không biết lý thất giả dạ nói cái gì. Dịp tiểu 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 nha đầu. Lý thất giả dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, ngươi mặc dù là che đậy chân thân, nhưng là, không thể gạt được cặp mắt của ta. Hừ, không tốt đẹp gì chơi. Nghe được lý thất giả dạ vừa nói như vậy, cái này thụ nhân hừ một tiếng, lúc này hắn lắc mình biến hóa, biến trở về chân thân, đây chính là hoàng kim tự thiên kim tiểu thư dịp tiểu tiểu. Nhìn trước mắt cái này 13-14 tuổi tiểu nha đầu, lý thất dạ không khỏi cười lắc đầu. Uy, ngươi là thế nào nhìn thấu ta sao? Dịp tiểu tiểu đối lý thất dạ có chút không hài lòng, trừng lý thất dạ một chút, nói ra, ngươi không phải là nhờ nói mò đi. Ta là đoạt mấy cái tu sĩ, bọn hắn cũng không biết lai lịch của ta đâu. Thế gian, có chuyện gì có thể giấu giếm được ta hai mắt? Lý thất già dạ chỉ là cười một cái nói. Phi, tự luyến cuồng, không biết xấu hổ. Diệp tiểu tiểu khinh thường nói ra, khoác lát ai không biết, hừ, ta xem ra ngươi tuyệt đối là nhờ nói mò, ta che đậy chi thuật, tuyệt đối là thiên hạ vô song, không có khả năng bị người nhìn thấu. Đối với Diệp tiểu tiểu cái này tranh cường háo thắng, Lý thất già dạ chỉ là cười cười, nhàn nhã nói ra, ngươi lại tới đây, vậy thì càng tốt hơn, tiết kiệm được ta rất nhiều công phu. Trên thực tế, Lý thất dạ cũng từng có đem lý thất dạ mang đến thần thụ lĩnh dự định, chỉ bất quá, hắn không nhất thời vội vã mà thôi. Hiện tại dịp tiểu tiểu vậy mà chạy đến thần chỉ châu tới, vậy liền không thể tốt hơn. Chương 1409, quả ớt nhỏ. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được lý thất dạ, dịp tiểu tiểu một xiên bờ eo thon, dữ dằn nói ra, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì làm loạn mưu đồ? Làm loạn mưu đồ? Lý thất giả không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, không biết là ai khóc muốn gả cho ta đây, ngươi cũng nói, ta là phu quân của ngươi. Nếu như ta là trượng phu của ngươi, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi mưu đồ sẽ là làm loạn sao? Hết thảy đều là đương nhiên. Phi, phi, phi. Diệp tiểu tiểu khinh thường nói ra, ngươi ít tại nơi đó làm nằm mơ ban ngày, ai muốn gả cho ngươi? Cắt. Ta mới không có thèm ngươi dạng này nam nhân đâu. Hừ, bản tiểu thư chẳng qua là tức giận trác kiếm thi các nàng mà thôi, hừ, dành nam nhân với ta, không có cửa đâu. Tiểu nha đầu này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là, tính tình thế nhưng là nóng bỏng, dám nói dám làm, coi trời bằng vung. Còn tốt, còn tốt, may mắn ngươi không gả cho ta. Lý thất dạ một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, vỗ vỗ lòng ngực cười nói ra may mắn ngươi không gả cho ta nếu như ngươi khóc muốn gả cho ta vậy ta liền thật thảm rồi ai ngươi dạng này một tiểu nha đầu nói dáng người không có dáng người nói ông nhu càng không có ông nhu về phần nữ nhân vị vậy thì càng thêm không có nếu là ta cưới một người như thế không có nhai đầu nữ hài tử trở về vậy ta nửa đời sau không phải là rất thê thảm nói lý thất dạ là cố ý trên người dịp tiểu tiểu quét đo một phen sau đó chật chật có tiếng, tự như là đem dịp tiểu tiểu dáng người bẩn cợt không đáng một đồng. Dịp tiểu tiểu biết rõ lý thất dạ là cố ý, nhưng là, nàng kia nóng bỏng cây tính tình để nàng lại làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này đâu, nàng xông lên đến lý thất dạ trước mặt, nhô lên cái kia khẽ nhìn khe rảnh bộ ngực sữa, nhìn hầm hầm lý thất dạ. Ngươi nói, ngươi nói, ta chỗ nào không tốt? Phi, bản cô nương chính là bích dương hải đệ nhất mỹ nữ, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Diệp tiểu tiểu vừa nói, một bên đưa tay đi đâm lý thất dạ lòng ngực, quả ớt nhỏ bộ dáng là để cho người ta nhìn một cái không sót gì. Trên thực tế, Diệp tiểu tiểu cũng đúng là là dáng dấp rất xinh đẹp, mặc dù bích dương hải đệ nhất mỹ nữ dạng này thuyết pháp quá khoa trương, nhưng, nàng trưởng thành, cũng đúng là là một đại mỹ nữ. Hiện tại Diệp tiểu tiểu, một đôi tú mục thủy linh thông thấu, mũi ngọc nho nhỏ càng là khó mà bắt bẻ. 13, 14 tuổi nàng, bộ ngực sữa đã thấy khe rảnh, phong ảnh ẩn ẩn muốn hiện, bất luận là từ một góc độ nào đến xem, nàng đều là một đại mỹ nữ, lớn lên về sau, coi như không phải Bích Dương Hải đệ nhất mỹ nữ, chỉ sợ cũng khuynh quốc khuynh thành. Lý Thất già chẳng qua là cố ý tổn hại Diệp Tiểu Tiểu mà thôi. Con người của ta ưa thích ngực lớn nữ hài tử, đương nhiên, tính cách ôn nhu, vậy thì càng tốt hơn. Đối với Diệp Tiểu Tiểu bảo nổi, Lý thất dạ cũng không quan tâm, sờ lên cái cầm, vừa cười vừa nói. Chết biến thái, đại sắc lan. Nhìn bản cô nương làm sao thu thập ngươi. Vì dân trừ hại. Nghe được lý thất dạ, dịp tiểu tiểu lập tức bảo nổi, nho nhỏ khuôn mặt đỏ rừng rực. Trong lúc nhất thời, nàng đối lý thất dạ là quyền đấm cước đá, nàng liền là không thích nhất nói nàng ngực nhỏ, cho nên, nàng đều không khỏi dùng sức nhô lên bộ ngực sữa của mình. Tốt, tiểu nha đầu, chỉ đùa với ngươi mà thôi lý thất giả cười ngăn lại bảo nổi dịp tiểu tiểu cười lắc đầu nói ra ngươi chạy thế nào tới nơi này tại sao phải nói cho ngươi biết dịp tiểu tiểu một bộ nhìn lý thất giả khó chịu bộ dáng hung hăng trận nhìn lý thất giả một chút quên đi ta cũng không muốn nghe lý thất giả nhún vai vừa cười vừa nói ngươi không muốn nghe bản tiểu thư liền càng muốn nói Diệp tiểu tiểu hữu tâm cùng lý thất giả dạ đối nghịch, nói ra, bản tiểu thư lúc đầu dự định lên đường đi Long yêu hải, tưởng tượng, Long yêu hải một đám hải quái, không có cái gì chơi vui, liền đến thần chỉ châu đi đi. Ta phát hiện, thần chỉ châu có rất nhiều việc hay. Không phải là lạc đường đi, chạy lộn chỗ. Lý thất giả dạ nắm chặt vừa cười vừa nói. Phi, 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 ngươi mới lạc đường đâu, ngươi mới chạy lộn chỗ. Diệp Tiểu Tiểu lập tức mặt mà thông gió. Buồn bực âm thanh nói. Cái này thật đúng là bị lý thất dạ một thanh nói trúng, Diệp Tiểu Tiểu nghe nói cốt hải mười phần náo nhiệt, vốn là muốn chạy đi cốt hải chơi, không nghĩ tới, đem đạo môn tọa độ tính sai, trực tiếp bị truyền tống đến thần Chỉ Châu. Đi nhầm địa phương, Diệp Tiểu Tiểu cũng không quan trọng, dứt khoát tại thần Chỉ Châu loạn đi dạo, hơn nữa còn làm lên cản đường cướp bóc hoạt động, bị nàng đoạt không ít tu sĩ đặc biệt là cổ linh châu đệ tử, tức thì bị nàng cướp bóc không ít. Lý thất giả không khỏi lắc đầu, biết nha đầu này chơi tâm nặng, đi nhầm địa phương cũng không quan trọng. Lại là đi lung tung. Bất quá, đối với lý thất giả tới nói như vậy cũng tốt, dịp tiểu tiểu tới, vậy liền bớt đi hắn càng nhiều công phu. Uy, ngươi chạy thế nào đến thần chỉ châu tới? Dịp tiểu tiểu nhìn thấy lý thất giả nói ra, ngươi không phải tại Long yêu hải đùa nghịch uy phong sao? Nha, nghe nói ngươi là cả ngày mỹ nữ làm bạn, làm sao đột nhiên bỏ được chạy đến cái này chim không để trứng thần chỉ châu tới. Thế nào, ăn dấm rồi. Lý thất dạ nhàn nhã nhìn dịp tiểu tiểu một chút, vừa cười vừa nói. Phi, phi, phi. Dịp tiểu tiểu khinh thường nói ra, tự đại vương. Đừng cả ngày như thế tự luyến có được hay không, quỷ mới muốn ăn dấm ngươi đâu. Lý thất dạ cười một tiếng, Đối với Diệp Tiểu Tiểu cái này nóng bỏng tính tình hắn đều đã quen thuộc. Uy, mau nói, ngươi đến thần chỉ châu làm gì? Không phải thần chỉ châu lại có bảo vật gì xuất thế sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy Lý Thất Giả dạ nói ra, nghe nói cốt hải có bảo vật xuất thế, ngươi lấy được mấy món rồi. Trên thực tế, trước đó, Diệp Tiểu Tiểu rất muốn đi cốt hải tham gia náo nhiệt, chỉ bất quá, không nghĩ tới vậy mà chạy lộn chỗ, nàng đành phải là đâm lao phải theo lao. Đầu tiên, Ta không gọi uy. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, thứ hai, thần chỉ châu có hay không bảo vật xuất thế, ta ngược lại không rõ ràng. Hừ, ngươi không gọi uy, gọi là cái gì? Dịp tiểu tiểu trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Ta không ngại ngươi gọi ta một tiếng phu quân cái gì, con người của ta, luôn luôn đều có vĩ đại tình thao, cho người ta chiếm chút tiện nghi cái gì, ta vẫn là có thế tiếp nhận. Mình vì mọi người, mọi người vì mình lý thất dạ nở nụ cười phi 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 ngươi muốn mặc không dịp tiểu tiểu đạp lý thất dạ một cước sau đó nàng tú mục nhất chuyển yêu kiều cười nói ra về sau ta không để ngươi cho ăn cũng được vậy ta gọi ngươi tự đại vương đi chỉ cần ngươi dạng này tự luyến người mới sẽ mỗi ngày đùa nghịch uy phong lý thất dạ cười cười hắn tịnh không để ý dịp tiểu tiểu gọi hắn cái gì chỉ bất quá nàng là trêu chọc một chút cái nha đầu này mà thôi Thần Chỉ Châu chơi vui không? Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nhìn phía xa nói ra. Đương nhiên chơi vui, tại cái này thần Chỉ Châu quá nhiều chuyện thú vị. Diệp Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, có nho nhỏ hưng phấn cùng thần bí, nói ra, may mắn ta không có đi Cốt Hải, không phải. Vậy liền bỏ lỡ quá nhiều. Bởi vì ngươi không có nhận áp chế, sở dĩ phải cảm thấy đặc biệt tốt chơi lý thất dạ nhìn một chút có nho nhỏ hưng phấn cùng thần bí diệp tiểu tiểu một chút vừa cười vừa nói làm sao ngươi biết lý thất dạ vừa nói như vậy diệp tiểu tiểu không khỏi giật nảy cả mình có chút khó tin mà nhìn xem lý thất dạ ngươi phát hiện đạo hạnh của mình không nhận áp chế cho nên ngươi cảm thấy đặc biệt có thú liền làm lên cảng đường cướp bóc thổ phỉ đến ngươi cảm thấy tại cái này thần chỉ châu liền xem như thần hoàng tới ngươi cũng có thể diệt được hắn lý thất dạ nở nụ cười nhìn xem giật mình dịp tiểu tiểu nắm chặt nói ra làm sơn đại vương cảm giác như thế nào ngươi không phải là vùng trộm cùng sau lưng ta đi nhìn lén ta làm sự tình dịp tiểu tiểu trên dưới xem xét lý thất dạ một phen mười phần hoài nghi nói ra trên thực tế vừa tới thần chỉ châu thời điểm dịp tiểu tiểu hết sức kỳ quái bởi vì tất cả mọi người nói ngoại nhân đi vào thần chỉ châu sẽ bị áp chế nhưng là nàng không có chút nào thụ ảnh hưởng, không chỉ là không bị ảnh hưởng, nàng thậm chí là có thể triệu hoán trước kia không thể triệu hoán thần thụ. Mười phần thần kỳ, mười phần cường đại. Phát hiện dạng này một cái bí mật về sau, dịp tiểu tiểu thập phần hưng phấn, nàng lưu lại, ở đây làm lên cường đạo. Bởi vì nàng cảm thấy tại cái này thần chỉ châu, không có người nào người có thế mạnh mẽ hơn nàng. Liền xem như thần vương đến, nàng cũng giống vậy có thể đem đối phương bắt sống, sau đó đem hắn một đoạt mà không. Cứ như vậy, cái này nóng bỏng tiểu nha đầu làm cường đạo làm đến nghiện, thậm chí ngay cả cổ linh nguyên đệ tử nàng đều chiếu đoạt không lầm. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ta cần phải nhìn lén ngươi sao? Lý thất dạ nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt. Cười nói ra, dạng này việc nhỏ, ta trong nháy mắt tính toán liền biết. Cái gì trong nháy mắt tính toán? dịp tiểu tiểu khinh thường nhìn lý thất dạ một chút nói ra đơn giản là cùng ta huyết thống có quan hệ ngươi nhất định biết huyết thống của ta ngươi nghĩ đến thông thấu cho nên liền biết trong này bí mật lý thất dạ không khỏi lộ ra tiếu dung nhìn trước mắt tiểu nha đầu hắn liền xem như không có trả lời trong lòng cũng là nhẹ gật đầu cái này đích xác là cùng dịp tiểu tiểu huyết thống có quan hệ mà lại huyết thống này cất giấu một cái thiên đại bí mật nói huyết thống của ta là cái gì huyết thống Diệp tiểu tiểu nhìn chầm chầm lý thất dạ. Có chút dữ dằn nói. Trên thực tế, Diệp tiểu tiểu huyết thống vẫn luôn là một điều bí ẩn, bọn hắn hoàng kim tự làm hai đại thụ tổ truyền thừa, có thể nói là đối với mình thụ tộc là mười phần hiểu rõ, nhưng, đối với Diệp tiểu tiểu huyết thống, quản chi là hoàng kim tự bên trong kiến thức nguyên bác lão tổ đều một mực làm không rõ ràng. Muốn biết sao? Lý thất dạ nhàn nhã cười nói ra, muốn biết, vậy cũng không khó, đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết. Phi, ngươi đây là muốn gạt ta đúng không, ta mới không bị ngươi lừa. Diệp tiểu tiểu hừ lạnh một tiếng. khinh thường nói. Nếu như ngươi dạng này cho rằng, vậy ta cũng không có cách nào. Lý thất dạ giang tay ra, nói ra, như là ngươi tin tưởng lời của ta, đến lúc đó, ta có thể dẫn ngươi đi thần thụ lĩnh một nơi bí mật, đến lúc đó, ngươi có lẽ có thể hoàn toàn biết mình huyết thống ảo diệu. Thật hay giả? Dịp tiểu tiểu đối với lý thất giả nếu như vậy là nửa tin nửa ngờ. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Lý thất giả nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như ta thật muốn gạt ngươi, ta sớm tại hoàng kim tự thời điểm liền đem ngươi thu nhập trong trướng, phụ thân ngươi vẫn là rất vui lòng đem ngươi gả cho ta.